Được rồi các bạn, mình sẽ xem màn hình. Thì như mình đã nói với các bạn, nhắc tới đông cầm máu thì chúng ta sẽ có ba cái hệ thống lớn. Một là cái hệ thống tiền đông, gọi là procoagulant system. Hệ thống thứ hai là hệ thống chống đông, anticoagulant system. Và hệ thống thứ ba là hệ thống tiêu sợi huyết, tức là fibrinolytic system. Thì tất cả những cái nội dung hôm trước mà chúng ta tìm hiểu á, chúng ta mới chỉ tìm hiểu ở cái hệ thống tiền đông mà thôi. Tất cả các cái yếu tố đông máu mà các bạn nghe được từ fibrinogen hay là yếu tố 5, 7, 9, 8, 9, 10, 1, 12 gì đều là các yếu tố của hệ thống tiền đông mà thôi. Và cái tiến bộ trong cái trong trong đông máu thì hiện tại nghiên cứu của chúng ta cũng chỉ mới dừng ở góc độ của hệ thống tiền đông là chính, còn hai cái hệ thống sau thì chúng ta còn khá yếu và xét nghiệm về nó cũng còn rất là chưa phổ biến. Thì cái slide này nói các bạn một cách tổng quan về hệ thống chống đông. Hệ thống tức là bởi vì máu của chúng ta, như vậy các bạn phải hiểu rằng á, là máu của chúng ta dễ đông hay dễ chảy á, thì nó không phải là phụ thuộc vào cái xét nghiệm như các bạn nghĩ. Ví dụ rất là nhiều người hiểu lầm rằng á, các bạn thấy bệnh nhân xơ gan chẳng hạn, bệnh nhân xơ gan thì các bạn sẽ thấy xét nghiệm thì thường nó sẽ kéo dài PT chẳng hạn, hay kéo dài phổ biến nhất là PT. Xét nghiệm đông máu trong bệnh nhân xơ gan thì thường các bạn sẽ thấy kéo dài và người ta nghĩ rằng à, bệnh nhân đông xơ gan thì nó dễ chảy máu, nhưng thực tế nó không phải. Bởi vì các bạn sẽ thấy là một số bệnh nhân xơ gan sau đó thì họ cũng rất dễ hình thành, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ chuyển thành ung thư gan á, thì các bạn thấy nó có cái huyết khối trên mạch cửa chẳng hạn, thì rõ ràng đấy là một tình trạng tăng đông. Và sau này các bạn mới thấy rằng à, thật ra đông máu ở trong xơ gan nó rất là phức tạp, và thực ra nó ưu thế là ưu thế tăng đông chứ không phải là ưu thế chảy máu. Vậy thì chúng ta đã có một cái ngộ nhận, chúng ta có một cái ngộ nhận ở đây. Ngộ nhận có nghĩa là cứ xét nghiệm đông máu mà chúng ta đang có trong tay thì là cái gì, thì cao lắm chỉ có PT và VTT thôi, cao lắm thêm nữa chúng ta có thrombin thâm hoặc là fibrinogen. Và các bạn dựa trên những con số này để các bạn phải đánh giá toàn bộ cái tình trạng đông máu của một bệnh nhân là sai hoàn toàn. Mà thật ra chính ba cái chân này các bạn này, tiền đông, chống đông và tiêu sợi huyết, ba cái chân này nó thăng bằng chính là nền tảng để giữ hệ thống của chúng ta nó giữ vững ở cái trạng thái bình thường. Và khi mà mất thăng bằng, ví dụ như hệ thống chống đông của chúng ta, cái phần tiền đông nó bị yếu đi, cái phần chống đông nó tăng lên, tức là cán cân giữa tiền đông và chống đông, cái tiêu sợi huyết thì mình tạm bỏ qua cái này. Nếu cái phần tiền chống đông nó cao hơn cái phần tiền đông, phần chống đông cao hơn phần tiền đông thì chúng ta sẽ đưa bệnh nhân vào tình trạng dễ chảy máu. Và ngược lại, nếu tiền đông mà cao hơn chống đông thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ huyết khối. Nhưng mà bệnh nhân xơ gan thì các bạn sẽ thấy là bệnh nhân rất là suy giảm tổng hợp của nhiều yếu tố đông máu. Nhưng các bạn quên rằng là rất nhiều yếu tố đông máu được tổng hợp từ gan. Rất nhiều yếu tố đông máu được tổng hợp từ gan. Các bạn có biết rằng có cái yếu tố đông máu nào mà nó không tổng hợp từ gan không? Có cái yếu tố đông máu nào nó không tổng hợp từ gan không? Để mình xem thử có bạn nào biết không ta. Cái này hay tranh luận với Hậu này. Hậu ơi, À, dạ đây anh. em có biết yếu tố đông máu nào mà không tổng hợp từ gan không? Ca ca À không, ca là phụ thuộc gan, ca là 27x9 10 là phụ thuộc gan. Còn mà chắc là mấy cái kia hả? Thế không phụ thuộc gan là em ấy là em không không chắc lắm, nhưng mà em nhớ là yếu tố 8 á. Nhưng mà rất là tốt, rất là tốt. đó dạ. Thật ra là yếu tố 8 nó cũng tổng hợp ở gan. Tuy nhiên là đây là một cái điểm rất là thú, rất nhầm lẫn, rất là thú vị. Có một bạn DR rất là mong các bạn đặt cái tên, bây giờ mình không biết DR là cái bạn nào hết trơn á. Các bạn đặt cái tên khó gọi quá. Rồi cũng cảm ơn bạn Hậu luôn. Các bạn nói đó là yếu tố 8. Điều này nó quan trọng các bạn này, điều này nó hết sức quan trọng. Tại vì á, bản thân yếu tố 8 á, rất lâu nay các sách vở, ngay cả các sách vở của các trường y Việt Nam á, họ rất hay nói rằng yếu tố 8 cộng tổng hợp từ gan, nhưng thực ra nó không phải. Yếu tố 8
Nếu các bạn hỏi yếu tố 5, có một bạn bạn Trần Mỹ Trang trả lời yếu tố 5. Thế thì làm sao các bạn làm test Collier được? Không? Để mình phân biệt là rối loạn đông máu do suy tế bào gan hay không thì chúng ta hay dùng cái test Collier cũng thông qua cái test bằng yếu tố 5 hả? Yếu tố 5 là yếu tố tổng hợp từ gan. À, chắc là em nhầm với yếu tố phụ thuộc vitamin K hay không phụ thuộc vitamin K. Hai câu chuyện nó khác nhau nha. Có hai cái cách phân loại, một là yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K hay không phụ thuộc vitamin K, và một cái cách thức phân loại khác nữa nó liên quan tới yếu tố đông máu tổng hợp từ gan hay không tổng hợp tại gan. Hai câu chuyện này nó khác nhau. À, tí nữa mình sẽ nói cho các bạn hiểu tại sao nó lại như vậy. Thì thật ra cái yếu tố 8, vì sao rất là nhiều người hiểu lầm, bởi vì bản chất cái yếu tố 8 á, nó được tổng hợp tại tế bào nội mạc mạch máu endothelial cell, nhưng mà nó hầu hết nó tổng hợp từ các tế bào nội mạc mạch máu của gan là chính. Tức là đứng trên góc độ cơ quan á, thì nó cũng là gan tổng hợp. Tuy nhiên phải hiểu rằng yếu tố đông máu tổng hợp từ gan là do tế bào gan hepatocyte tổng hợp thì mới là tổng hợp từ gan. Còn endothelial cell thì thật ra khu vực nào nó cũng có tế bào mạch máu mà. Cho nên nó không thể, mặc dù nó nằm ở trong gan nhưng không không nghĩa nó là Đúng gan. Hiểu hiểu vấn đề không? Và chính vì vậy khi chúng ta nói suy chức năng của tế bào gan không đúng suy chức năng đường máu, cái chuyện này nó khác nhau nha các bạn. Cho nên thật ra thì một trong những cái cách thức để mình đánh giá cái chức năng nội mạch máu á, thì thường có hai xét nghiệm rất là quan trọng để người ta đánh giá cái chức năng nội mạch mạch máu. Thật ra thì cái bạn nào mở biết hơi ồn. Thật ra thì các bạn biết không, cái vấn đề về nội mạch mạch máu á, nó rất là quan trọng. Bởi vì cái lớp nội mạc mạch máu nó đóng một cái vai trò rất là nền tảng trong các cái hoạt động của đông máu. Bình thường cái bề mặt của tế bào nội mạc mạch máu là một cái bề mặt chống đông, một bề mặt chống đông. Chính vì vậy mà bản thân trên bề mặt nội mạc mạch máu nó cũng có rất là nhiều các cái heparin ở trên các bạn, heparin nội sinh đó, để cho nó đảm bảo rằng là máu nó sẽ không tế bào các cái tế bào trong trong máu nó đi nó không bị bám vào trên đó. Nhưng mà trong cái tình trạng suy chức năng nội mạc mạch máu đặc biệt nghiêm trọng nhất trong DIC chẳng hạn thì chức năng nội mạc mạch máu nó bị đảo ngược từ một cái tình trạng tiền đông từ một cái tình trạng chống đông sang một cái tình trạng tiền đông. Thì thường mình sẽ có xét nghiệm về yếu tố von Willebrand và yếu tố 8, chính là hai yếu tố được tổng hợp từ tế bào nội mạc mạch máu. Và các bạn hãy nhớ cho von Willebrand và yếu tố 8 nó đi cùng nhau ở trong máu. Chính vì vậy mà thật ra thì nó cũng được tổng hợp từ cùng một nơi, sau đó nó đóng gói lại với nhau thì nó mới có thể gắn với nhau và sau đó nó chở nhau trong máu nó đi. Nên hai cái đó nó tổng hợp riêng không phải từ gan. À, cho nên các bạn thấy là trong xơ gan á, thì bởi vì tất cả các yếu tố đông máu, protein F, không chỉ là phần tiền đông, cái phần mà các bạn thấy là những yếu tố đông máu phụ tổng hợp từ gan thì không chỉ là các yếu tố của phần tiền đông mà tất cả những cái yếu tố đông máu của phần chống đông như là protein S, protein C và antithrombin. Các bạn chỉ nhớ ba cái protein đông máu, ba protein của cái hệ chống đông thôi, ba protein của hệ chống đông thôi là đủ đấy, nền tảng là đủ. Thì cả ba anh chàng của hệ chống đông này á, đều trực thuộc tổng hợp từ được đều được tổng hợp từ từ gan. Cho nên khi suy chức năng tế bào gan á, thì thật ra hệ chống đông bị ảnh hưởng nặng hết, hệ tiền đông ít bị ảnh hưởng hơn hệ chống đông trong giai đoạn đầu của suy gan. Đó là lý do vì sao trong suy gan đó giai đoạn sớm thì các bạn sẽ thấy là xét nghiệm PT nó kéo dài. Lý do như thế này các bạn này, tất cả các cái protein của hệ chống đông á thì thời gian báo hiệu của nó là rất ngắn, nó khác biệt so với hệ thống tiền đông. Thời gian báo hiệu của nó tính từ khoảng vài giờ cho đến vài ngày nó khác, nhưng mà các protein hệ chống đông thì nó rất ngắn, chỉ tính theo phút thôi. Chính vì vậy mà trong cái trường hợp mà các bạn trong trường hợp mà gan nó không thể tổng hợp protein đông máu được nữa thì cái phần mà bị rớt xuống đầu tiên, tại vì ví dụ như chúng ta không không sản xuất thêm được, không sản xuất thêm nữa thì cái tức là trong máu bây giờ chỉ còn những anh chàng nào mà báo hủy lâu hơn thì sẽ còn tồn tại trong máu lâu hơn, anh chàng nào báo hủy thấp hơn sẽ rớt xuống nhanh hơn thì anh chàng chống đông sẽ rớt xuống trước tiên.
anh chàng chống đông rớt xuống trước tiên. Mà khi anh chàng chống đông rớt xuống trước tiên á, thì các bạn sẽ thấy là vốn dĩ bình thường cái cán cân đông máu của nó là như thế này. Bây giờ các bạn làm cho chống đông nó rớt xuống trước, mà tiền đông nó chưa kịp rớt, thì lúc này cơ thể rơi vào trạng thái tăng đông. Trạng thái tăng đông. Đó là lý do vì sao mà người ta khi sử dụng chống đông, ví dụ như là sử dụng các thuốc ức chế vitamin K, thì các bạn phải nhớ rằng là phụ thuộc vitamin K không chỉ có các protein 2, 7, 9, 10 của hệ tiền đông, mà protein S, protein C, antithrombin nó cũng phụ thuộc vitamin K. Và chính vì vậy khi các bạn dùng warfarin, dùng warfarin ức chế vitamin K chẳng hạn, thì thật ra anh bởi vì nó các thuốc ức chế vitamin K nó tác động vào cơ chế là tổng hợp, mà các bạn nó tác động vào cơ chế tổng hợp, ở phần sau mình sẽ nói rõ hơn. Nó tác động vào cái cơ chế tổng hợp thì có nghĩa là nó hiệu cách tổng quát, tức là nó ngưng tổng hợp các yếu tố đông máu đi. Thì mục tiêu của mình xài kháng vitamin K là để chống đông, nhưng thực ra trong giai đoạn đầu các bạn dùng kháng vitamin K, các bạn sẽ thấy cái hệ quả là sao. Cái hệ quả đó là cái phần chống đông nó sẽ rớt xuống trước, bởi vì thời gian bao quyết của nó chỉ vài phút, chỉ tính theo phút thôi mà. Nó rớt xuống trước, nó rớt xuống trước, thì hệ quả là trong lúc mà cái yếu tố tiền đông nó chưa kịp giảm tổng hợp theo, do thời gian bao quyết nó dài hơn, nó vẫn còn đông máu, thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái tăng đông. Đó là lý do tại sao mà người ta bắt các bạn khi mà khởi động chống đông với kháng vitamin K, các bạn phải đồng thời khởi động với một loại chống đông tác dụng nhanh khác, tác động trực tiếp khác. Ví dụ như các bạn khởi động song hành Lovenox với kháng vitamin K một thời gian rồi các bạn mới bắt đầu là sử dụng kháng vitamin K đơn trị liệu. Các bạn hiểu ý mình nói không? Nó liên quan tới thăng bằng giữa chống đông và tiền đông. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn một số một cái hình của liên quan tới cái này. Bên da liệu hay gặp đó là tình trạng huyết khối xảy ra do vitamin K. Dùng vitamin K đơn độc á, thì giai đoạn đầu nó sẽ gây tăng đông, và đặc biệt là những cái đứa trẻ mà có một số cái tình trạng gen đặc biệt thì nó gây ra cái tình trạng huyết khối khi xài vitamin K. Bạn Hậu có bình luận là dùng thêm heparin ạ. À rồi, tức là các bạn có thể chọn một loại khác, miễn sao cái loại thuốc đó nó tác động trực tiếp chứ không phải tác động qua cơ chế của tổng hợp. Thì ở phần sau khi mình học sâu hơn thì mình sẽ có một cái nhìn nó rõ hơn, chứ bây giờ bạn có điều trị thì nó hơi phức tạp. Các bạn hiểu chỗ đó không? Đấy, như vậy là trong bệnh nhân sơ gan các bạn sẽ thấy đấy, khi người ta nghiên cứu để đánh giá xem thử cái phần tiền đông với phần chống đông thế nào, thì thấy phần tiền đông của nó còn cao hơn nữa. À, như vậy thật ra đông máu trong sơ gan nó phức tạp là bởi vì nó đâu có tác động lên một mình cái phần tiền đông đâu, mà nó tác động lên cả phần tiền đông, suy giảm tổng hợp phần tiền đông, suy giảm tổng hợp phần chống đông, và suy giảm tổng hợp luôn cả cái hệ tiêu sợi huyết, giảm tổng hợp fibrinogen. Trên thực ra đông máu trong đó là một loại đông máu đồng và khá phức tạp. À, chúng ta phải đánh giá trong từng giai đoạn để biết được lúc đó thì bệnh nhân đang ở cái giai đoạn là dễ huyết khối hay là dễ chảy máu. Nhưng mà mình muốn nói một chút về cái hệ chống đông trong cái slide này. Để mình xem cái slide nào mình muốn nhớ các bạn. À rồi, ok. Thì ở trong này nó có một cái khái niệm liên quan tới các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K và các yếu tố đông máu không phụ thuộc vitamin K. Là vì sao? Là vì sao không? Xin lỗi, mình sẽ nói cái này trước, cái đó ở slide tới mình sẽ nói. Thì vai trò của từng anh chàng này là như thế nào? Các bạn biết là antithrombin trong ba anh chàng antithrombin, protein S và protein C, thì thật ra antithrombin á, các bạn hay nghe, thật ra một số nơi sẽ gọi nó là AT3, có nghĩa là antithrombin 3. Có bạn nào ở trong này biết là antithrombin đôi lúc người ta gọi là antithrombin 3 không? Trong một số sách nó sẽ viết như vậy. Để mình xem thử có bạn nào biết không? Nếu các bạn sợ thì các bạn sẽ thấy là cái tên gọi đó nó khá nhiều, và chắc là nhiều sách giáo khoa Việt Nam cũng còn viết như vậy. Là bởi vì
Antithrombin thì cái tên của nó rất là rõ ràng, tức là ý nghĩa của nó đó có nghĩa là chống lại cái thrombin, thì nó sẽ là thằng ức chế trực tiếp lên trên cái thrombin. Tuy nhiên antithrombin là một anh chàng mà các bạn phải vô cùng nhớ, bởi vì nó là thằng chính trong cái chuyện mà hệ chống độc. Thực ra thì ngày trước người ta không có biết protein S, protein C là hai cái loại protein khác, cho nên người ta cứ tưởng là một anh sẽ là điều tất cả ba cái thằng này đều tác động đến thrombin, cho nên người ta nghĩ là ba thằng sẽ đặt tên là antithrombin 1, 2, 3 tương với protein F, protein C và antithrombin. Nhưng sau đó thì người ta biết rằng không, chỉ có một anh chàng antithrombin là tác động trực tiếp lên đến thrombin thôi. Còn anh chàng protein F và protein C nó đi với một con đường khác, chứ nó không phải tác động trực tiếp lên trên cái thrombin. Tuy nhiên, các bạn biết rồi, thrombin là cái đích quan trọng nhất, cái đích quan trọng cuối cùng trong chuyện chuyển đổi giữa fibrinogen thành protein. Chính vì vậy mà chặn đứng thrombin là một cái bước chặn quan trọng trong cái chuyện mà chốt hạ của cái phần tiền đông. Và các bạn phải nhớ rằng là các loại thuốc chống đông nó sẽ chia thành hai nhóm, là cái nhóm mà có dựa vào thrombin, tức là tác động gián tiếp thông qua antithrombin. Tức là bình thường thì thrombin và antithrombin nó không có chơi với nhau trong máu, không chơi với nhau trong máu, áp lực của nó rất là thấp. Tuy nhiên khi thrombin và antithrombin nó được gia cố tiếp xúc trực tiếp với nhau thông qua heparin, heparin chính là thành phần mà nó sẽ giúp gia cố cái thrombin và antithrombin gặp nhau, thì lúc đó cái hai anh chàng này sẽ gắn rất là chặt với nhau và làm cho cái antithrombin nó sẽ ức chế thrombin tăng lên hàng ngàn lần. Và chính vì vậy hiệu lực chống đông của các loại thuốc liên quan tới heparin rất là mạnh. Tức là cách thức tác động của nó là như vậy á, thông qua tức là các thuốc mà liên quan tới heparin này, giống như là heparin trọng lượng heparin không phân đoạn này, heparin trọng lượng thấp này, hoặc là phong đa, tất cả những loại thuốc này đều là những thuốc tác động qua cơ chế gián tiếp thông qua antithrombin. Tức là nó các loại thuốc này khi dùng vào nó không tác động trực tiếp lên trên thrombin, mà nó chỉ là gia tăng cái sự tương tác giữa antithrombin và thrombin và làm cho kết quả là nó bất hoạt cái hoạt tính của thrombin. Nhưng mà như vậy antithrombin là con đường chính trong cái chuyện ức chế hệ thống tiền đông. Nhưng mà anh chàng còn lại protein F, protein C thì nó đi bằng một cái con đường khác. Thì nếu như các bạn có thể nhìn vào slide thì các bạn sẽ thấy nó khác một tí. Thật ra thì như thế này các bạn này, các bạn thấy là thrombin chính là khởi đầu của một cái câu chuyện. Antithrombin thì nó lưu hành tự nhiên ở trong máu, mình không nói rồi. Nhưng mà khi mà thrombin được hình thành, tức là prothrombin, các bạn nhìn slide cũng được. Các bạn thấy không? Khi mà tất cả các cái phức hợp, ví dụ đây là chính là cái phức hợp của yếu tố mô phức hợp với yếu tố 7, TF phức hợp yếu tố 7 để tạo thành phức hợp thứ nhất. Sau đó thì tạo thành khi mà có yếu tố 10, yếu tố 5 tham gia thì chúng ta sẽ tạo thành một cái phức hợp là thrombinase, gọi tên chung là như vậy, để nó hoạt hóa thành thrombin. Thì khi anh chàng thrombin này tạo ra, nó sẽ có rất nhiều các cái tác động. Tức là thrombin vừa là thành phần tiền đông, rõ ràng thrombin là một thành phần tiền đông rất rõ, tại vì khi thrombin tạo ra, nhiệm vụ chính của nó đó là chuyển fibrinogen thành fibrin, thì đương nhiên nó chính là anh chàng trung tâm trong cái chuyện mà tạo ra cục huyết khối. Nhưng mà thrombin đồng thời nó cũng kích hoạt các cái con đường khác để chống lại chính nó, bởi vì đây là cái cơ chế điều hòa của nó mà. Thì thrombin nó cũng sẽ kích hoạt hệ thống chống đông khi nó hình thành. Nhớ nha, thrombin là anh chàng trung tâm, vừa kích hoạt tiền đông vừa kích hoạt chống đông, chứ đừng bao giờ nhớ thrombin chỉ là anh chàng gây ra đông máu mà thôi. Nó kích hoạt chống đông bằng cách nào? Nó kích hoạt chống đông bằng cách đó là trên cái lớp tế bào nội mạc chúng ta này, nó có một cái phân tử người ta gọi là thrombomodulin. Các bạn có thể thấy ở đây thrombomodulin thằng này rất là quan trọng, trong tương lai các bạn sẽ nghe nhiều hơn về nó vì ứng dụng của nó. Hiện tại người ta đang chú trọng nhiều hơn ở cái phần chống đông để làm các cái loại thuốc, và trong tương lai chúng ta sẽ nghe nhiều hơn về cái thrombomodulin. Thì thrombomodulin này á chính là một cái chất để nó có một cái vị trí để kích hoạt cái protein C. Nhưng mà nhờ thrombin, khi thrombin tạo ra thì nó sẽ hoạt hóa để cho thrombomodulin này trên tế bào nội mạc mạch máu, thrombomodulin này nó biểu hiện và từ đó nó gắn kết được với cái phân tử gọi là EPCR, tức là nói chung là tạo hiệu EPCR
là một cái thụ thể thromboglobulin khi gắn được với EPCR ở trên tế bào nội mạc và máu này, thì nó chính là bởi vì EPCR có nghĩa là endothelial protein C receptor, tức là thụ thể của protein C ở trên tế bào nội mạc và máu. Thì bình thường là hai anh chàng này đứng rời với nhau và đứng ở trên tế bào nội mạc và máu nó đứng rời với nhau, nó không liên kết với nhau. Nhưng khi thrombin tạo thành, hai anh chàng này sẽ gắn với nhau. Hai anh chàng này gắn với nhau thì kết quả là nó bộc lộ cái, bởi vì EPCR là nó có cái, nó là thụ thể mà, thụ thể protein C mà, khi nó gắn vào thì cái phần thụ thể gắn với protein C nó được bộc lộ, thì protein C ở trong máu nó sẽ gắn được vào vào đây. Thì các bạn có thể thấy cái hình này, bình thường anh chàng này đứng rời nha, đây là thromboglobulin này, thì khi mà thrombin hoạt hóa thì thromboglobulin sẽ gắn với EPCR. EPCR là cái que màu vàng này này, thì EPCR là thụ thể, nó có cái chỗ để gắn với protein C, trong khi thromboglobulin là một cái anh chàng có hoạt tính xúc tác để hoạt hóa được protein C. Thì khi hai anh chàng này gặp lại, gặp được nhau thì một bên lôi anh chàng protein C lại chỗ mình và một anh chàng là hoạt hóa protein C. Kết quả là protein C nó chuyển thành APC, activated protein C, tức là protein C hoạt hóa. Và khi anh chàng protein C được hoạt hóa thì nó lại huy động được cái protein S vào. Như vậy protein S vào thì nó chỉ là một chất xúc tác thôi, thì nó tạo thành một cái phức hợp. Khi giống như thrombin và antithrombin có heparin vào thì nó sẽ tăng hoạt tính nó lên, thì cũng tương tự như trong cái con đường này, protein C gắn với thromboglobulin khi có protein S vào thì nó sẽ tăng hoạt tính nó lên. Và cái con đường như vậy nó sẽ đi theo cái thứ tự, đó là thromboglobulin hoạt hóa trước sẽ kéo protein C vào, protein C vào được hoạt hóa thì lôi kéo thêm anh chàng protein S vào. Và kết quả ba anh chàng này sau khi, nhưng mà tác dụng chính trong ba anh chàng này thì chỉ có protein C thôi, thì protein C chính là anh chàng đứng ra làm chứng minh và nó sẽ phân cắt ngược trở lại hai yếu tố là yếu tố 5 và yếu tố 8, các yếu tố 5 và yếu tố 8. Như vậy cái lối đánh ở đây các bạn sẽ thấy rất là quan trọng nhé, 5 và 8 nó chặn đứng cái yếu tố 5 và yếu tố 8, nó cắt anh chàng 5 hoạt hóa và 8 hoạt hóa nó sẽ bị cắt. Và chính vì vậy mà cái con đường đông máu thì cố gắng để tạo ra 5A và 8A phần tiền đông, thì thằng chống đục nó sẽ cắt cái 5A và cắt 8A để nó chặn cái đông máu lại. Thì vậy là các bạn hiểu là hai cái cách đánh chính ở trong cái phần chống đông đó là antithrombin đánh vào thrombin thông qua heparin, và anh chàng protein C đánh vào yếu tố 5 và yếu tố 8 thông qua protein S cũng như là thromboglobulin. Các bạn có hình dung ra được cái cách thức hoạt động của phần chống đông không? Nhưng nhớ rằng, nhớ protein của hệ chống đông là những protein thứ nhất tổng hợp từ gan, thứ hai thời gian bán hủy rất là ngắn, bởi vì nó chỉ là những chất dùng khi cần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nào thrombin hình thành thì nó mới được kích hoạt, chứ nó không có nhu cầu, tức là bình thường máu chảy dạng lỏng không có vấn đề gì hết, không phải nhiệm vụ của nó. Chỉ khi nào có cục máu đông mà xuất hiện thì nó phải hoạt động để mà đảm bảo rằng là cái cục máu đông đừng có hoạt động quá mức để gây ra các cái cục huyết khối ở trong lòng mạch. Cho nên thật ra cái lượng bình thường của nó rất là ít ở trong máu. Hiểu sơ bộ cho các bạn bài tổng quan thôi á, cho nên các bạn phải nắm cái vai trò của các anh này thì các bạn mới có thể hiểu về bệnh học về sau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái bệnh học về sau liên quan tới bọn này, cho nên là nắm sơ bộ như vậy nhé. Chắc mời một bạn giao lưu sao tự có hiểu được không? Mời Huỳnh Mỹ Trân được không? Mình có gặp bạn Huỳnh Mỹ Trân được không? Ok, thế thì chắc mình mời bạn Phạm Thành Văn nha. Dạ em nghe thầy. Rồi bạn Trân có nghe được rồi, để thôi mình nói chuyện với Văn tí cái đã. Văn ơi, hồi nãy mình trình bày cái phần chống đông, em hiểu cái điều mình muốn nói không? Dạ em cũng có hiểu thầy ạ, tại vì cái này em bữa trước có cái bài của thầy dạy rồi em có xem ở trên cái phần trên Facebook, cái phần mà thầy viết về chúng ta đã hiểu về trong máu chứa thì À có cái tốt quá, tức là đã đọc từ cái thời đó luôn rồi hả? Lâu quá rồi. dạ Thế là hiểu tốt đúng không? Không có vấn đề gì đúng không? dạ À, dạ rồi, dạ thế thì rất tốt, rất tốt. Thế thì chắc mình đi tiếp bằng chân tí nữa ở câu tiếp theo nhé. Mình sẽ đi tiếp, nhưng mà ít nhất các bạn nhớ nha. Chúng ta nhớ
chúng ta có 3 phần: tiền đúng, chống đúng và tôi sẽ viết đừng quên. Chúng ta có 3 phần và xét nghiệm đông máu chúng ta có chỉ đánh giá một phần thôi, là phần tiền đúng mà thôi, nhớ như vậy. Chứ đừng có sau này một số bác sĩ khi hội chẩn có hỏi mình á, thì mình thấy họ không hiểu rồi, khi mà hỏi là ủa bệnh nhân này rõ ràng xét nghiệm đông máu kéo dài mà không hề thấy chảy máu ở đâu mà còn thấy huyết khối nữa. Câu hỏi này nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra thì nó không có hợp lý. Tại vì chuyện xét nghiệm kéo dài là chuyện của phần tiền đông bị suy yếu, còn chuyện chảy máu á, là cái chuyện phần chống đông mạnh hơn phần tiền đông. Thì nếu như mà thực ra bệnh nhân suy yếu tiền đông mà suy yếu luôn cả chống đông thì bệnh nhân có nguy cơ ra vào huyết khối là bình thường thôi. Nhỏ hiểu không? À, đây là một cái tổng kết. Đây là một cái tổng kết về toàn bộ cái hệ thống đông máu một cách rất là khái quát thôi. Tất nhiên nhìn sơ đồ thì nó vậy. Tuy nhiên để mà hiểu một cách tường tận thì nó cũng mất công lắm. Nhưng thôi, tại vì trong này sẽ có những đối tượng mới sinh viên Y3 thậm chí là còn nhỏ hơn nữa, cho nên mình sẽ nói một cách rất chung. Là các bạn thấy trước đó với lý thuyết của Moravec ấy, hơi khó cho mình khi mà cứ phải vừa upset vừa. Rồi các bạn thấy với lý thuyết của Moravec thì chỉ có 4 cái thành tố, cho nên cái mức sơ đồ nó rất là đơn giản. Cho tới khi cái lý thuyết về dòng thác đông máu cascade nó hình thành thì các bạn sẽ thấy là nó chia tách hai cái con đường. Một cái con đường chúng ta gọi là con đường ngoại sinh extrinsic pathway, hay người ta gọi là tissue factor pathway, và có lẽ là cái con đường này là con đường cổ điển nhất, tại vì con đường này chính là con đường mà ngày xưa người ta đã phát hiện ra cái lý thuyết của Moravec thông qua cái con đường này là chính. Con đường này nó rất là ngắn, tức là tissue factor nó biểu hiện cho mình hỏi một tí là Trân ơi có nghe được không Trân? Phần này chắc mình phải ôn bài thôi. Bạn Huỳnh Mỹ Trân có nói được không? Tại vì bạn có nhắn tin mà không biết bạn. Em mở mic thử nói được không nha. Không biết sao em không nói, mọi người cũng không nghe. Ok, thế thì chắc mình phải mời bạn khác thôi. Thôi Văn, mình nói tiếp luôn đi Văn. Văn, ok. Thứ nhất là mình sẽ hỏi em một vài điều và thông qua đó mình trao đổi để cho mọi người thống nhất cái chỗ để hiểu cái vấn đề đây một chút. Tissue factor pathway thì em có hiểu được là tại sao người ta gọi là tissue factor không? Em hiểu thì cái này là chúng ta là từng đông máu do yếu tố mô ạ, hay là còn gọi là ngoại sinh ạ. Thì tại vì em xem trên sơ theo như cái sơ đồ này với đọc ở trên tài liệu thì ở như nhưng mà theo sơ đồ này thì khi mà có cái chấn thương thì sẽ hoạt hóa các yếu tố từ 7 sang 7A và nó kết hợp với yếu tố mô sẽ tạo nên phức hợp và nó sẽ kích hoạt sẽ đi theo con đường đông máu ngoài sinh nè. Mình hiểu nhưng mà mình muốn các bạn hiểu. Hay là ý thì là muốn hỏi về cái khía cạnh nào ạ? Đúng là mình muốn hỏi về khía cạnh cái tên gọi, tại vì phải hiểu cái bản chất của sự ra đời của cái tên gọi nó thì mình mới hiểu được, mình sẽ phải nhớ khẳng định được chứ nó không phải là mình thuộc bài. Factor. Vì sao để gọi là tissue factor? Vì sao nó có cái tên gọi như vậy? Dạ lâu ạ. Em nghe không? Dạ cái này thì em cũng chưa có. Tức là nghĩa dạ, này. Dạ nghe, cái màn của em ở bên em nó hơi bị chậm đúng không? Có nghĩa là ngày xưa chúng ta nhớ rằng dạ, là dạ. Ngày xưa cái thrombokinase mà ngày xưa cái thời của Moravec ông xài đó kìa, là người ta vâm các cái mô, lấy các cái mẫu mô ra, giống như mình nhớ mình kể lấy mô nào cái gì đó mình băm ra, mình đem mô đó mà mình bơm vào mạch máu
thì nó gây huyết khối hết. Cho nên là người ta chưa biết bản chất của nó là gì hết trơn. Sau này thì gọi chung là một cái yếu tố nào đó nó nằm trong mô. Có nghĩa là người ta nói rằng nó không phải nằm trong mạch máu, mà nó nằm trong trong mô. Trong mô có nghĩa là trong một cái tổ chức cố định, chứ không phải là ở trong máu để nó di chuyển. Em hiểu không? Tissue factor có nghĩa là một yếu tố nào của mô thôi. Tức là người ta muốn nói con đường này là con đường ngoại sinh. Để muốn nói á, tức là theo cái lý thuyết của đông máu á, dòng thác đông máu á, có nghĩa là cái con đường ngoại sinh là cái con đường mà bình thường thì tức là nó nằm ở trong mô, mà nằm ở trong mô có nghĩa là nằm ngoài lòng mạch. Mà nằm ngoài lòng mạch thì chỉ khi nào chấn thương máu nó tiếp xúc được với mô á, thì cái yếu tố này nó mới bộc lộ ra được và nó mới gây ra được cái huyết khối theo cái cách thức này. Nhưng mà sau này người ta mới biết là cái lý thuyết này nó không đúng. Thực ra thì tissue factor, cái tên gọi của nó cũng đã thấy là cái yếu tố nó rất là lịch sử rồi, chứ thực ra nó rất là chung chung. Tissue factor là cái yếu tố gì, yếu tố gì mà yếu tố mô là nó rất là chung chung á. Nhưng thực ra thì sau này người ta thấy là tissue factor ngoài nó nằm ở mô rồi, nó nằm ở rất là nhiều mô, đặc biệt là cái mô nằm bao quanh cái nội mạc mạch máu, cho nên cái nội mạc nó tổn thương cái thì nó bộc lộ ra, thì nó còn nằm ở trên nhiều loại tế bào lưu hành trong máu, mà chủ yếu đó là monocyte. Có nghĩa là bình thường thì tissue factor nó nằm ở bên trong của monocyte, bên trong cái lớp màng của monocyte, tức là nội bào của monocyte. Nhưng mà trong một số các trường hợp, ví dụ như viêm nhiễm, khi monocyte nó kích hoạt, nó hoạt hóa, bởi vì vốn dĩ monocyte sau này nó cũng đi vào mô để thành đại thực quản mà, thì monocyte nó cũng sẽ bộc lộ cái tissue factor này ra. Và như vậy bản thân một cái monocyte nó lưu hành ở trong máu ở thời điểm đó, nó cũng có thể trở thành một cái tiêu điểm để đông máu. Cho nên lúc này thì cái cục máu đông nó có thể diễn ra. Cho nên trong các cái nhiễm trùng nặng mà nó gây ra DIC á, thì cái tên gọi của nó các bạn thấy trong DIC là disseminated, có nghĩa là lan tỏa hay là rải rác. Thì có nghĩa là bản thân một cái monocyte như vậy nó đi đến một nơi và nó có khả năng nó kẹt tại một chỗ khi mà nó kích hoạt cái con đường đông máu ở các cái vi mạch. Cho nên là thật ra thì lý thuyết tissue factor nằm ở ngoại sinh, tức là nằm ở ngoài lòng mạch, thì nó cũng không còn đúng nữa ha. Mình hiểu cái vấn đề nó là như vậy. Tuy nhiên trong cái trạng thái sinh lý bình thường không có gì đặc biệt thì đúng là nó cũng như vậy thật ha. Và con đường đông máu này á, thì các bạn thấy là khi mà TF nó hoạt hóa thì nó sẽ kết hợp ngay với yếu tố 7. Các hệ thống đông máu thì nói chung do nó đặt tên qua thời gian rất là lộn xộn và các bạn chịu khó mà nhớ thôi nhé. Thì TF và yếu tố 7 nó gặp nhau thì đủ điều kiện rồi. Khi TF và 7 gặp nhau là đủ điều kiện để nó có thể hoạt hóa N10 và huy động thêm cái cofactor là yếu tố 5 để tạo thành cái phức hợp của protominase để hoạt hóa protomin để tạo thành thrombin. Còn cái con đường của nội sinh thì ở đây nó có một cái khái niệm gọi là contact activation. Thì không biết là Văn có biết lý do tại sao họ lại gọi là contact activation pathway không? Dạ, cái này em cũng chưa có đánh lắm. Rồi, cảm ơn ông Văn. Rồi, có bạn nào trong này biết, tức là vì sao mình muốn nói như vậy? Tại vì mình có một bài tổng quan chủ yếu tập trung về phương diện lịch sử, để các bạn thấy được cái nguồn gốc của các cái vấn đề thì các bạn sẽ hiểu nó tương tự á. Thì tissue factor là mình nói rồi đó. Thế thì các bạn biết cái con đường mà nội sinh này nè. Ngoài chuyện nội sinh thì mình nghe quen rồi đó. Nên nó đứt rồi. Bằng hậu có nhắn là bề mặt tiếp xúc. Ok, mời bằng hậu trình bày luôn cái phần này cụ thể luôn đi. Tại sao gọi là hoặc hóa tiếp xúc, contact activation pathway? Cái này là do hình như là do tìm khi mà đổ vô trong cái lọ thủy tinh thì phải anh, thì nó không có phải là đi ngang qua con đường ngoại sinh mà là nó như vậy, cũng không nhớ rõ nữa. Các bạn là cũng có một cái gợi ý quan trọng rồi á, tức là các bạn sẽ thấy là đặc trưng của cái hệ thống đông máu này, người ta nhận ra là cái hệ thống đông máu này, cái phần cái hệ thống đông máu nội sinh này nó chỉ xảy ra được á trong những cái bối cảnh mà phải đòi hỏi có một sự tiếp xúc với ở một cái bề mặt đặc biệt nào đó, tức là các cái bề mặt tích điện âm. Đó là lý do mà khi máu mà các bạn nhỏ ra,
nhiều người tới bây giờ họ còn không hiểu vì sao máu lại tăng. Khi mình ví dụ mình chọc tiết canh chẳng hạn á, khi máu nó chảy ra mình bỏ trong chén chẳng hạn, vì sao nó đông lại nhé, thì chứng tỏ muốn máu đông lại thì nó phải hoạt hóa đông máu để nó tạo thành fibrin, cái đó mới có mấy cái sợi tơ để các bạn mà đem các bạn quấy thì các bạn thấy tơ nó vẫn quanh cả cái đũa của mình đấy. Thì cái tơ đó có nghĩa là bằng chứng của fibrin tạo thành, cái mạng lưới fibrin tạo thành, thì có nghĩa là con đường đông máu nó đã được hoạt hóa. Nhưng mà theo cái con đường, tức là nếu chỉ lấy lý thuyết của tissue factor bắc quay thì các bạn không giải thích được, là bởi vì nếu như vậy thì lấy đâu ra yếu tố mô, như chúng ta đã nói là thống nhất với nhau là yếu tố mô là yếu tố nó chỉ có ở mô thôi, nó không có trong lòng mạch. Nếu không có trong lòng mạch thì lấy đâu ra mà hoạt hóa con đường ngoại xâm, đúng không? Thì thật ra nếu mà các bạn đem máu nhỏ ra ngoài thì nó đông máu theo cách nào, thì nó phải đông máu theo cách thức của nội sinh đấy, tức là cách thức thông qua cái bề mặt tiếp xúc. Tức là thật ra trong này các bạn sẽ thấy cái khởi đầu của con đường đông máu nội sinh đó, đó là yếu tố 12, yếu tố 12, và yếu tố 12 nó nằm trong một cái hệ thống người ta gọi là contact system, hệ thống tiếp xúc. Có ba cái protein ở trong hệ thống tiếp xúc, đó là yếu tố 12, prekallikrein và HMPK, tức là high molecular weight kininogen, có nghĩa là kininogen trọng lượng phân tử cao, prekallikrein và yếu tố 12, ba anh chàng này thuộc về cùng một hệ thống, và hệ thống này là gọi tên là hệ thống tiếp xúc. Có nghĩa là ba yếu tố này nó cần phải tiếp xúc với một bề mặt tích điện âm thì nó mới hoạt hóa được, nó mới hoạt hóa được. Các bạn hiểu chỗ này không? Đó là một điều mà giúp chúng ta phải rất là suy ngẫm về huyết khối tĩnh mạch chẳng hạn. Các bạn thấy là nếu các bạn hiểu cái cơ chế này, các bạn sẽ nhận thấy một vài cái điều nó cũng ấn tượng. Các bạn thấy là nhìn cái đặc điểm của huyết khối tĩnh mạch đó, là các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái thứ rất là không ổn. Trong huyết khối tĩnh mạch đó, thì các bạn có thể thấy là cái cục huyết khối đó, nó có thể kéo dài từ chân này, từ dưới cái bắp chân nó kéo dài lên trên tầng của cái tĩnh mạch chủ dưới, thấy được luôn, nó dài như thế này này, các bạn hình dung đúng không? Nếu nó dài như vậy thì có nghĩa là nó phải đông máu theo một cái cách thức không 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 TF chắc là yếu tố phụ. Tại vì nếu mà tissue factor theo lý luận chúng ta biết rằng nó là một cái yếu tố ở mô thì không thể nào mà nó lại có thể trải dài cái tổn thương như vậy được, và nó phải thông qua tiếp xúc với một cái bề mặt đặc biệt. Thì thường liên quan tới huyết khối tĩnh mạch thì chúng ta nhớ tới cái tam giác bó trấu của ba cái yếu tố mà tạo nên cái ba cái thành tố mà cái có khả năng điều hòa cái tình hình cái đông máu ở ở trong cái trường hợp của huyết khối tĩnh mạch đấy, thì nó liên quan tới yếu tố trong ba cái yếu tố đó. Thì chúng ta có cái yếu tố của cái thành, thì trong trường hợp của huyết khối tĩnh mạch thì có lẽ cái sự tiếp xúc của thành mạch, mà thành mạch này phải là một thành mạch có vấn đề, tiếp xúc đủ dài với một cái thành mạch có vấn đề, cho nên đó là lý do mà vì sao trong huyết khối tĩnh mạch một trong những nguy cơ của nó là các bạn thấy là ngồi lâu hoặc là ứ trệ tuần hoàn gì đó, tức là nó liên quan tới một cái thời gian tiếp xúc với một cái bề mặt đặc biệt. Bề mặt này có thể là một cái tĩnh mạch nó có vấn đề gì đó. Kết quả của cái chuyện đó là nó có khả năng hoạt hóa được yếu tố tiếp xúc. Cho nên là thực ra trong vai trò bệnh sinh của cái VTE tức là huyết khối tĩnh mạch thì có lẽ con đường nội sinh nó đóng vai trò chủ. Nhưng rõ ràng là đông máu của tất cả các cái tình huống còn lại trong cơ thể thì nó phụ thuộc chính vào cơ chế của TF. Đấy. Như vậy bình thường thì yếu tố 12 và nói chung là hệ thống tiếp xúc thì nó đóng vai trò khác. Các bạn sẽ thấy là sau này người ta mới biết là ồ, thật ra thì mình phân yếu tố 12 vào trong cái hệ thống đông máu, nhưng thật ra là vai trò của nó thì cũng không hẳn thuộc về hệ thống đông máu, nó thuộc về hệ thống khác. Sau này chúng ta biết là đóng vai trò rất là quan trọng trong hệ thống viêm. Như vậy thì chính vì nó cần hoạt hóa tiếp xúc với một bề mặt thì nó mới có thể khởi động được. Thì khi 12 nó được khởi động thì nó bắt đầu tiếp tục hoạt động hóa tiếp 11 hoặc hóa tiếp 9, và từ 9 nó hoạt hóa 10. Nhớ nha, 9 hoặc hóa 10. Bởi vì thật ra yếu tố 8 không phải là một cái protease,
Các bạn phải phân biệt nha, chúng ta hiểu khái niệm thế nào là factor và cofactor. Factor là cái yếu tố trực tiếp trên cái chuỗi chuyển hóa, thì nó là những yếu tố trực tiếp. Cofactor thì chỉ là những cái chất xúc tác mà thôi, nó không biến đổi bất cứ một thứ gì về mặt cấu trúc của nó hết, chỉ là có nó thì phản ứng nó tăng lên, không có nó thì phản ứng nó rất là chậm, đó là chất xúc tác ha. Và các bạn cũng phải phân biệt hai khái niệm là protea. Thì thật ra các yếu tố đông máu của chúng ta chủ yếu là protea, có nghĩa là các cái men phân cắt protein. Khi nó chuyển sang cái trạng thái hợp hóa thì nó trở thành một cái protea để phân cắt cái yếu tố đông máu tiếp theo. Và chúng ta có hai cái khái niệm, đó là serine protea và serpin protea. Serine protea là những cái protea mà nó khi nó phân cắt, khi nó chuyển qua cái trạng nó hợp hóa thì nó giúp hợp hóa cái yếu tố tiếp theo. Khi nó được chuyển thành dạng hoạt động thì nó hòa qua cái yếu tố tiếp theo. Và serpin protea tức là khi mà nó được chuyển sang cái dạng hoạt động thì nó lại phân hủy cái yếu tố tiếp theo, gọi là serpin. Thì các bạn thấy là cái phần tiền đông á, các cái yếu tố đông máu của phần tiền đông á thì nó sẽ thuộc về serine protea, và các yếu tố đông máu của hệ chống đông á thì nó sẽ là serpin protea. Còn hiểu không? Thế nhá. Cho nên là khi chúng ta thấy là 12 hoặc hóa được rồi, và nhớ là điều kiện hoặc hóa của tố 12. Tại vì các bạn nắm cái điều kiện này các bạn sẽ hiểu rất rõ ở những bài sau ha. Điều kiện hoặc hóa không được ngoại sinh, điều kiện hoặc hóa không được nội sinh ha. Chỉ yếu tố 12 hoặc hóa được rồi thì chỉ có 11 chuyển qua 9, chuyển qua 10 và 8 sẽ tham gia là cofactor. Nhưng nhớ nha, cofactor thường là những cái yếu tố mang tính quyết định. Tại vì tốc độ phản ứng là cái quyết định ở trong cái các phản ứng sinh học. Và sau đó thì khi mà được yếu tố 10 rồi thì các bạn sẽ thấy là 5 sẽ tham gia làm cofactor tiếp theo. Bằng Xuân Bình 68 có đặt câu hỏi là tại sao nội sinh ngoại sinh vậy, nội ngoại là đang so với vị trí nào? Đúng rồi, câu hỏi rất là hay. Nội với ngoại đây chúng ta chắc là nhiều người trong này trả lời được. Sau khi học đây được, có bạn Bùi Minh Triết, có thể mời bạn Bùi Minh Triết không? Tham gia trao đổi cho vui các bạn để còn quen nhau nữa. Dạ, dạ em nghe. Bằng Triết giới thiệu cho mọi người luôn nha. Dạ, năm nay em mới Y2. Y2 thôi. Nhưng dạ. Mà Y2 có trả lời câu hỏi này được không? Dạ không. Hả? Tức là bạn Xuân Bình 68 có nói là tại sao gọi là nội sinh và ngoại sinh. Thế thì từ cái hôm giảng hôm trước tới bây giờ em có hiểu được bài giảng không? Dạ, em chưa có cái link video của buổi 1 anh. Sao không nhắn cho mình? Phải nhắn cho mình chứ. Dạ, em có mail anh mà chưa thấy trả lời. Em biết nhắn đúng là vì một ngày mình có rất nhiều tin nhắn của rất nhiều người. Nếu không nhắc là chắc là mình sẽ quên thôi. Nào, ok, thế thì mình mời chị Cẩm ơi. Để xem chị Cẩm là dân xét nghiệm thì chắc là chị phải lành hơn nè. Alo. Dạ, chào chị. Nội ngoại hả? Dạ vâng. Chị nghĩ chắc là nội mạch với ngoại mạch á. Đúng rồi, đúng rồi. Nội ngoại đây là đang nói tới cái chuyện so sánh cái nguyên nhân gây ra cục huyết khối này nó đến từ trong lòng mạch hay ngoài lòng mạch. Tức là yếu tố mô là yếu tố như đã nói. Yếu tố mô, ngay cái tên của mô, tissue có nghĩa là mô chứ không phải là máu, có nghĩa là nó nằm ở ngoài lòng mạch. Nó nằm ở ngoài lòng mạch. Cho nên là đông máu xảy ra theo con đường ngoại sinh có nghĩa là phải có tổn thương á, phải có tiếp xúc giữa máu với lòng mạch thì máu với cái yếu tố ngoài lòng mạch, tức là yếu tố mô ở ngoài lòng mạch thì nó mới có thể hoạt hóa được. Nhưng mà như đã nói, yếu tố 12 á, nó là một cái protein và nó lưu hành ở trong máu bình thường, nó lưu hành trong máu thế này nè, chứ nó không phải là yếu tố mô, nó không nằm ở mô mà nó lưu hành sẵn ở trong máu rồi, chỉ là bình thường nó ở dạng bất hoạt và chỉ khi tiếp xúc với một bề mặt đặc biệt nào đó ở trong lòng mạch thì nó mới hoạt hóa được. Ví dụ như khi mà nó máu nó thoát ra ngoài, yếu tố 12 nó được hoạt hóa khi mà tiếp xúc với cái bề mặt của cái kính chẳng hạn, hoặc là bề mặt của chén sứ nhà mình chẳng hạn, thì nó hoạt hóa, cho nên gọi là ngoại mạch, gọi là ngoại mạch. Còn là nội mạch, xin lỗi, gọi là nội mạch. Đấy, chị Xuân Bình đã hiểu chưa? Đấy, cho em hỏi chút được không? Rồi, mời bạn Phú. Dạ, anh nói tiếp xúc bề mặt đặc biệt nào đó là bề mặt gì và khi nào xuất hiện bề mặt đó để gây đông máu, anh có thể giải thích rõ hơn được không? Tại vì cái này á, nó liên quan tới
ứng dụng trong chuyện làm xét nghiệm APTT. Cho nên trong cái bài tới á, chúng ta sẽ thấy được là người ta đã dùng những cái bề mặt nào để mà hoạch hóa con đường này trong cái xét nghiệm APTT, thì mình sẽ rõ hơn. Hôm nay mình chỉ làm một bài tổng quát, nhưng mình muốn nhấn mạnh là phải cần một bề mặt tiếp xúc đấy, thì các bạn sẽ phải hiểu, mới hiểu được là vì sao trong APT người ta cần phải bỏ thêm, các bạn thấy là thời gian Ceph-Link, Cao-Link, TCK. À, tức là APT chúng ta gọi là TCK ấy. À, tức là thời gian Ceph-Link, Cao-Link, thì trong đó nó có Cao-Link, nó có cái Cao-Link, và Cao-Link chính là Ceph-Link, chính là phospholipid, thì cái Cao-Link đó nó chính là đất sét. À, thì nó sẽ làm các cái hạt để mà làm cái bề mặt, giúp hoạt hóa cái yếu tố 12. Thì có rất nhiều các cái loại bề mặt, thực ra thì chỉ cần bề mặt tích điện ấm là nó có thể hoạt hóa được. Nhưng mà trong bài tới chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái loại chất mà người ta đã sử dụng để hoạt hóa nó như thế nào. Em đang thắc mắc khi đất tây là có tổn thương mô mà lại không kết hoạt TF ạ. À mà em là nam à, rồi. Thế là chào bạn Bình. À, vấn đề là như thế này này, hai cái câu chuyện này khác nhau. Ví dụ khi bạn đứt tay, máu nó chảy ra thì máu nó đông lại là máu đang đông theo cái đông lại tại vết thương của bạn, thì chuyện đó là chuyện khác. Còn cái máu mà khi nó chảy dọc xuống bàn rồi mà nó đông ở trên bàn là hai câu chuyện nó khác nhau. Có hiểu không? Đấy. Cho nên là bạn có thể giải thích cái đông máu khi các bạn tại vết thương nó khác đông máu ở ngoài cái ở ngoài môi trường ha. À rồi, bạn nói là hiểu rồi à. Thống nhất vậy nha. Tại vì ngày xưa thầy của mình cũng là một chuyên gia về đông máu, nhưng mà thầy nói rằng á, là khi cục máu đông nó hình thành, ví dụ như bây giờ máu nó ra ngoài các bạn chọc tinh cần, bây giờ khi máu nó đông lại rồi á thì không thể phân biệt nó là đường nội sinh hay đường ngoại sinh. Nhưng thật ra là không đúng, thật ra là không đúng, tại vì như đã nói rồi đó á, ở bên ngoài thì các bạn phải dựa vào cái con đường hoặc là tiếp xúc. À, một điểm vì sao mình muốn nhấn mạnh nữa đó là như hôm trước chúng ta đã nói rằng á, sự phân biệt giữa nội sinh và ngoại sinh á, là theo mô hình của dòng thác đông máu và nó không còn chuẩn mực trong thời đại ngày nay nữa. Nhưng mà tại vì á, các xét nghiệm đông máu nó được mô tả theo lý thuyết này và được thiết kế theo lý thuyết này, chính vì vậy mà nó rất hữu ích trong dựng giải các kết quả xét nghiệm. Bởi vì các kết quả xét nghiệm á, người ta không làm máu đông ở trong cơ thể, mà máu thời gian máu đông khi làm xét nghiệm đó là thời gian máu đông ở ngoài cơ thể, chúng ta lấy máu ra chúng ta mới kết hoạt đông máu ở ngoài cơ thể, và chính vì vậy mà lý thuyết đông máu nội sinh và ngoại sinh nó vẫn hoàn toàn đúng cho cái phần xét nghiệm ở labo, và các bạn là người đặt cái kết quả xét nghiệm ở labo và các bạn phải hiểu về cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà cơ thể nó đông máu khá là cái chuyện sinh học, hai cái chuyện này nó khác nhau. Thì các xét nghiệm để theo dõi đông máu trong thế giới thực, tức là trong cơ thể thực của chúng ta đang có một mô hình mới, ví dụ chúng ta dùng Roten để theo dõi, và trong khoa học này các bạn cũng được học về Roten, thì các bạn sẽ hiểu được à, thế thì bây giờ mô hình đông máu bị thay đổi thì xét nghiệm đã đổi thay như thế nào, phải hiểu rằng chúng ta đang xài công cụ gì, tương ứng với mục đích gì vào thời đại nào. À, chính vì vậy mà một số người họ vẫn rất là khó để nói cho họ hiểu. Ví dụ như các bạn thấy là người ta theo dõi đông máu thời gian PT chẳng hạn, thì có người dùng PT, tức là giá trị số của PT, có người thì xài PT phần trăm, có người thì xài INR, thế thì nó khác nhau như thế nào, thì phải hiểu ý nghĩa của cái chuyện PT làm cái gì, PT phần trăm làm cái gì và INR làm cái gì, để biết là trong bối cảnh nào thì người ta xài cái nào mới là tốt nhất. Nhưng mà yên tâm đi, các bạn sẽ học riêng cái bài PT và AVT riêng. À, cho nên các bạn sẽ hiểu một cách rất là tường tận, không có gì phải lăn tăn hết. À, và sau khi mà thrombin, tức là khi mà yếu tố 10 được hoạt hóa rồi thì yếu tố 5 là một cái cofactor nó sẽ tham gia để tạo thành phức hợp prothrombinase, để hoạt hóa prothrombin thành thrombin và thrombin tiếp tục cái chặng đường của nó là con đường hoạt hóa fibrinogen thành fibrin. Nhưng nhớ rằng nhé, thrombin khi hình thành nó ngoài hoạt hóa thrombin hoặc ngoài hoạt hóa fibrinogen, nó cũng hoạt hóa con đường của chống đông, đó là hoạt hóa ai nhỉ, hoạt hóa protein C á, thông qua cái chuyện là bộc lộ thrombomodulin. Ngoài ra nó còn tương tác với cả
cái hệ thống tiêu sợi huyết ấy, nhưng mà mình không muốn các bạn đi xa quá thì nó quên hết. À, và sau cái fibrin nodren nó chuyển thành fibrin thì nó chỉ ở dạng monomer mà thôi. Như vậy là fibrin thì nó ở dạng monomer mà thôi. Sau đó thì nó sẽ phải polymer hóa lại để tạo thành cái mạng lưới, một cái mạng lưới fibrin, thì từ đó nó mới có thể bao bọc được cục máu đông. Và sau khi fibrin hình thành rồi á, thì yếu tố 13 nó mới xuất hiện, tức là nó mới được hoạt hóa để mà giúp là, à, xin lỗi, sau khi fibrin hình thành rồi thì yếu tố 13 nó mới được hoạt hóa để mà tạo thành cái liên kết chéo để tạo thành mạng lưới fibrin. Và như vậy trong cái quá trình mà từ lúc kích hoạt cái đông máu cho tới khi hình thành mạng lưới fibrin thì các bạn sẽ thấy là thứ tự xuất hiện của các yếu tố đông máu nó không giống nhau, thứ tự xuất hiện các yếu tố đông máu không giống nhau. Và giai đoạn hình thành thrombin á, giai đoạn hình thành thrombin á là giai đoạn có nghĩa là giai đoạn hình thành thrombin là giai đoạn diễn ra rất nhanh, nó chiếm phần lớn, tức là các bạn hiểu là tốc độ phản ứng có thể nó tăng rất vọt, nó tăng vọt lên trong cái giai đoạn mà tạo thrombin. Và đó là lý do mà các xét nghiệm đông máu của các bạn PT và APT nó thì thường nó chỉ đánh giá được ở thời gian đầu mà thôi, tức là thời gian mà ở giai đoạn đầu của tạo thrombin mà thôi. Trong khi đó các bạn thấy là vai trò của fibrin ở giai đoạn 6 cũng như vai trò của yếu tố 13 trong giai đoạn 6 là không được phản ánh ở trong cái xét nghiệm của PT và APT. Đó là lý do mà các bạn thấy là ngoài làm PT, APT các bạn phải làm thêm fibrin trend, và sau đó thậm chí là các bạn phải đánh giá yếu tố 13 được. Tại vì nếu như mà PT, APT vẫn bình thường nhưng mà bệnh nhân á, thì lại có cái dấu hiệu của chảy máu nữa, thì các bạn sẽ phải kiểm tra tiếp cái phần số lượng chất lượng fibrinogen hay là của yếu tố 13. Câu chuyện của yếu tố 13 nó rất là thú vị đó, bởi vì nó kích hoạt sau mà các bạn. Trên thường á, thì bệnh nhân trong suy giảm yếu tố 13 nó sẽ gặp trong một bối cảnh đặc biệt, đó là ví dụ sau khi nhổ răng xong. Nhổ răng xong thì bệnh nhân cầm máu bình thường, cầm máu bình thường, nhưng mà khi về nhà rồi bệnh nhân bắt đầu chảy máu lại và chảy máu không có cầm luôn. Đó là vì giai đoạn đầu, các bạn biết không, khi mà giai đoạn đầu cái cục máu giai đoạn đầu chỉ cần nghĩ nút chặn tiểu cầu không thôi là nó đã ngưng máu chảy máu được rồi. Nhưng mà cục máu đó muốn duy trì được cái tính bền vững của nó thì nó bắt buộc phải gia cố bằng mạng lưới fibrin. Thì giai đoạn sau yếu tố 13 nó nếu thiếu hụt thì nó không làm được cái chuyện đó. Trên cục máu đông nó không bền vững, và dưới áp lực của dòng chảy khi mà giai đoạn đầu của tổn thương á, mạch máu á, thì mạch máu nó sẽ co lại, nhưng giai đoạn sau thì nó sẽ tái tư máu. Khi máu nó tới lại thì dưới áp lực dòng chảy thì cục tự cầu nó không bền vững thì nó thổi bay thôi, thì máu nó chảy ra lại, và cái hiện tượng gọi là hiện tượng chảy máu muộn. Nhưng mà các bạn thấy là yếu tố 13 là yếu tố rất là sau của cái quá trình đông máu, thì các bạn đánh giá bằng các xét nghiệm ở giai đoạn mà trước thrombin thì không thể nào mà các bạn đánh giá được ảnh hưởng của cái yếu tố 13 lên cái kết quả xét nghiệm được. Các bạn hiểu chỗ này không? Tức là mỗi cái yếu tố đông máu các bạn phải gắn liền với một cái vai trò và một cái ý nghĩa lịch sử thì các bạn sẽ nhớ nó rất là rõ ha. Rồi, có ai muốn trao đổi chat chít gì đoạn này thì cứ chat chít nha. Mình sẽ đi tiếp. À, hệ thống tiêu sợi huyết thì đó là một giai đoạn sau rồi. Tức là sau khi mà fibrin hình thành được polymer hóa thì tại vì tất cả nó tạo thành một cái cục như vậy thì bản thân cái cục máu đông đó nó cũng cái tổn thương cái thành mạch, và chúng ta cần phải tái cấu trúc để sửa chữa cái tổn thương đó, thì nó sẽ phải có cái hệ thống tiêu sợi huyết hoạt động để phá, gọi là dọn dẹp lại cái vị trí tổn thương đó. Sau khi đã cái thành của thành mạch đã được lành rồi thì cái phần mạng lưới fibrin bao bọc cục máu đông này của nó cũng cần được dọn dẹp. Cho nên hệ tiêu sợi huyết hoạt động, hệ thống tiêu sợi huyết thì nó đơn giản hơn, tức là nó chỉ có một chất, nhắc tới tiêu sợi huyết thì nó chỉ có một chất kích hoạt, tại vì nó là chỉ cần chiến đấu chống lại cái anh chàng fibrin thôi. Cho nên thì nó cũng chỉ có tương ứng một chất là cái plasmin. Và tất nhiên là bởi vì khi cục máu đông đã hình thành rồi thì chỉ có cái plasmin nó mới có thể phân cắt được anh chàng fibrin thôi.
Và plasmid, và đương nhiên rằng nó cũng phải được điều hòa rất chặt chẽ, nó không thể tồn tại ở cái dạng hoạt hóa trong cơ thể được, mà nó phải tồn tại dạng tiền chất. Chỉ khi nào fibrin mà dạng polymer hóa được hình thành thì plasminogen nó mới chuyển thành plasmid, để mà nó hoạt hóa fibrin. Và để hoạt hóa plasminogen á, thì thường chúng ta sẽ nhớ tới chúng ta sẽ nhớ tới một hai cái anh chàng rất là nổi tiếng, mà chúng ta ứng dụng nó làm thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị, ví dụ như là nhồi máu não chẳng hạn, trong giai đoạn sớm chúng ta có thể xài nó chẳng hạn. Đó là cái TPA và cái UPA, tức là cái PA có nghĩa là plasminogen activator, có nghĩa là tên gọi rất là rõ ràng, chất hoạt hóa plasminogen. Chỉ là nó có nguồn gốc từ đâu. Nếu như T nó có nguồn gốc từ mô, hoặc là U nó có nguồn gốc từ đường niệu, thì chỉ là cái loại tế bào sản xuất nó khác biệt thôi. Thì các bạn hiểu là TPA hoặc UPA nó đều có thể hoạt hóa được cái plasminogen để thành plasmin. Tuy nhiên hôm nay các bạn sẽ biết thêm một anh chàng mới nữa trong cái chuyện hoạt hóa plasminogen này nữa, đó là các bạn nhớ ai đây không? Các bạn nếu các bạn còn nhớ thì các bạn sẽ thấy những anh chàng này, yếu tố 12A này, kallikrein này, và yếu tố 11A này, thì đó chính là yếu tố của hệ thống tiếp xúc. 11A thì không phải, nhưng mà hệ thống tiếp xúc nó sẽ có là 12A. Pre-kallikrein thì chuyển thành kallikrein, và kallikrein trọng lượng phân tử cao ha? Thì chuyển thành kallikrein trọng lượng phân tử thấp đó. Thì như vậy bình thường là những yếu tố của hệ thống tiếp xúc như yếu tố 12 mà chúng ta thấy đó, nó có vai trò trong cái việc mà kích hoạt cái hệ thống tiêu sợi huyết. Và bây giờ nếu như mà yếu tố 12 nó bị suy giảm thì các bạn sẽ thấy là thật ra thì trong con đường của hệ thống đông máu, nhưng mình đã nói các bạn trong hình trước này, thì các bạn sẽ thấy là vì sao nó nhập nhằng, vì sao mà nội sinh với ngoại sinh nó nhập nhằng, là bởi vì các bạn thấy này, khi mà anh chàng thrombin nó hình thành này, ngoài cái vai trò chính là hoạt hóa fibrin thành fibrin, thì anh thrombin này cũng còn một cái nhiệm vụ rất là cao cả và thiêng liêng, đó là nó quay ngược trở lại nó. Các bạn nhìn cái sơ đồ này là các bạn sẽ thấy được là, xin lỗi trong cái bút này là máy nó cứ bị đơ đơ. Các bạn sẽ thấy này, khi thrombin được hình thành nó làm những cái gì đây? Một, đó là nó chuyển fibrinogen thành fibrin là việc chính của nó. Việc thứ hai, nó hoạt hóa ngược trở lại anh chàng 11 thành anh chàng 11A, có nghĩa là nó bắt cầu qua con đường nội sinh luôn. Nó bắt cầu qua con đường nội sinh luôn. Nó cũng gia tăng cái lượng ảnh hưởng lên trên yếu tố 8 và yếu tố 5, là hai cái cofactor để mà kích hoạt đông máu. Cho nên là thật ra thì khi thrombin được tạo thành thì nó rất là mạnh mẽ trong việc huy động thêm các cái yếu tố đông máu tham gia để tạo thêm nhiều thrombin nữa. Và chính vì vậy nó có thể bỏ qua cái vai trò của yếu tố 12. Có nghĩa là lúc này không cần yếu tố 12 hoạt hóa thì nó vẫn có thể hoạt hóa được. Cho nên các bạn sẽ thấy là một khi mà yếu tố mô đã hoạt hóa con đường ngoại sinh thì thrombin tạo thành nó đủ khả năng hoạt hóa con đường nội sinh. Và chính vì vậy mà các bạn thấy thiếu yếu tố 12 á, thế còn bình thường yếu tố 12 thực ra vai trò trong sinh lý đông máu của nó có lẽ không cần thiết. Nhưng mà các bạn thấy là thiếu yếu tố 12 theo lý luận như thế đấy, các bạn sẽ thấy là đó là lý do vì sao bệnh nhân thiếu yếu tố 12 họ không bị chảy máu. Bệnh nhân thiếu yếu tố 12 không hề bị chảy máu. Nhưng mà yếu tố 12 sẽ là anh chàng khởi động của con đường đông máu nội sinh ở trong cái phòng labo. Cho nên trong ngày hôm sau các bạn sẽ hiểu là vì sao xét nghiệm của nó thì rất dài, test APTT thì nó kéo rất rõ, bệnh nhân không chảy máu, nhưng mà bệnh nhân còn có nguy cơ tăng đông, bởi vì cái lý do của cái hình tới tăng đông là bởi vì đấy nó còn tham gia vào trong cái giai đoạn đó là kích hoạt cái hệ thống tiêu sợi huyết. Và nếu như mà anh chàng thrombin, anh chàng 12 nó bị thua đủ thì cái hệ thống tiêu sợi huyết nó sẽ bị kém kích hoạt. Mà nó kém kích hoạt thì có nghĩa là cục máu đông nó hình thành rồi thì nó đơ vậy chứ nó không tăng, thì nó sẽ tăng cái nguy cơ của huyết khối lên. Ngoài ra các bạn thấy thrombin nó cũng còn có thể đấy, nó còn kích hoạt luôn cái con đường chống đông, đó là con đường protein C phối hợp với thrombomodulin như mình đã nói lần trước đây.
để các bạn hiểu được cái tương tác lằng và nhằng của mấy anh chàng này, tức là nội sinh ngoại sinh nó bị lằng nhằng trong cái sinh học cơ thể, nhưng trong labo nó rõ ràng lắm. Đấy, và lúc này mình chỉ ứng dụng cái nguyên tắc cơ bản này để hoạt hóa cái hệ thống tiêu sợi huyết thôi, hoặc hệ thống tiêu sợi huyết thôi. Mình đang chỉnh cho cái máy mình nó hơi đơ một tí. Rồi. Và như vậy khi plasmin nó hoạt hóa thì nó sẽ phân các cái anh chàng fibrin thành các cái sản phẩm thoái giãn. Điều này thì nó liên quan đến các cái thuốc ức chế tiêu sợi huyết. Mà các bạn thấy đó, nổi tiếng nhất mà các bạn xài trên lâm sàng đó là Tensamina hoặc là Tranexamic acid, hoặc là đấy, rất là nổi tiếng và chắc là trong số các bạn rất là nhiều người dùng nó rồi. Tuy nhiên hầu hết các bạn chỉ biết tới nó với cái tên gọi là ức chế tiêu sợi huyết mà thôi. Nhưng mà mình chỉ chợt suy nghĩ một cách vui thôi, thì mình thấy là rõ ràng các bạn thấy là cái thuốc mà thuốc tiêu sợi huyết các bạn vô cùng thận trọng khi dùng nó. Tiêu sợi huyết là các bạn thấy là chỉ có một số khoa phòng đặc biệt trong các đơn vị trung tâm đột quỵ, nhồi máu cơ tim người ta mới xài được thôi, chứ còn các bác sĩ bình thường không chuyên thì không thể nào đụng tới được các thuốc tiêu sợi huyết rồi. Nhưng mà các cái thuốc ức chế tiêu sợi huyết thì các bạn lại xài rất là phổ biến. Các thuốc ức chế tiêu sợi huyết các bạn xài phổ biến thì có lẽ nó có cái gì đó nó không được công bằng ở đây cho lắm đó. Nếu các bạn xem cái hệ thống tiêu sợi huyết nó quan trọng như vậy thì tại sao các bạn lại có thể lạm dụng cái ức chế tiêu sợi huyết được, thì hãy xem thử là cái thuốc ức chế tiêu sợi huyết nó tác động lên như thế nào lên trên cái cách thức hoạt hóa của plasmin, để biết được là vai trò của nó như thế nào. Thì trong những cái bài tới khi nghiên cứu sâu hơn về cái hệ thống tiêu sợi huyết, chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác. Rồi, cơ bản như vậy ha. Qua phần này thì như hồi trước, như hôm trước như hồi nãy mình nói với các bạn là chúng ta phân biệt liên quan tới các protein đông máu, chúng ta chia hai nhóm là phụ tổng hợp từ gan và không tổng hợp từ gan. Thì giờ mình còn có một khái niệm khác, đó là những cái protein đông máu phụ thuộc vitamin K và không phụ thuộc vitamin K. Thì vì sao nó lại như vậy? Vì sao nó lại như vậy? Thì thật ra nó lại là đến từ một cái câu chuyện rất là thú vị. Là bởi vì thật ra thì khi người ta nghiên cứu ở trên động vật có vú thì người ta mới nhận ra rằng là hóa ra rằng thì ở thời kỳ đầu, giai đoạn rất là xa xưa của loài người từ hồi rất là xa xưa, khi tại vì thường trong nghiên cứu tiến hóa thì chúng ta sẽ so sánh với các cái loài khác để xem cái khoảng cách về mặt tiến hóa, để từ đó mình suy đoán cái nguồn gốc của loài người. Thì mình thấy là ban đầu chỉ có hai gen trong hệ thống đông máu mà thôi, chỉ có hai gen, và hai gen này nó tổng hợp lên tất cả các protein của hệ thống đông máu. Một gen nó tổng hợp lên tất cả các cái yếu tố đông máu mà gọi là protea. Các bạn mình nhớ protea là cái gì chưa? Protea là những anh chàng mà khi nó hoạt hóa thì nó sẽ cắt anh chàng tiếp theo. Các anh chàng protein theo, nó hoạt hóa anh chàng protein theo, thì nó sẽ gồm có 5 cái protea chính ở trong cái phần protein đông máu, đó chính là yếu tố 2, 7, 9, 10, những yếu tố mà rất nổi tiếng phụ thuộc vitamin K mà các bạn biết cái đó, và protein C, và 5 yếu tố còn lại là 5 cái yếu tố mà thật ra nó không phải là protein, nó không phải là yếu tố đông máu, nó chỉ là cofactor thôi, nó chỉ mang tính xúc tác thôi. Đó là yếu tố 5, yếu tố 8, thrombomodulin và protein màng. Thì 5 anh chàng protein phối hợp với 5 chất xúc tác như vậy nó tạo nên fibrin. Thì ban đầu nó chỉ có 2 gen, nhưng mà qua cái quá trình tiến hóa, tại sao bây giờ các bạn thấy là các cái gen tổng hợp đến các yếu tố đông máu nó nằm rất là rải rác ở trong bộ gen, chứ nó không nằm tại một cụm. Tuy nhiên về mặt cấu trúc, về mặt trình tự thì nó lại có cái tính tương đồng rất là cao. Cho nên người ta mới hiểu ra rằng là do cái hiệu quả của cái quá trình nhân đoạn và chuyển đoạn. Cho nên các bạn sẽ không có lạ lùng gì khi các bạn thấy là các cái protein đông máu, rất nhiều protein đông, rất nhiều các cái gen của đông máu nó có các cái dạng gen gọi là pseudogen, tức là trình tự thì nó rất là giống nhưng mà nó không hoạt hóa, nó nằm ở trên gen như vui vậy thôi. Thì đó chính là hiệu quả của quá trình nhân đoạn, có nghĩa là
các cái gen nó bị double lên, nó nhân lên á, nó nằm cạnh nhau như vậy, nó nhân gen lên rồi sau đó nó lại chuyển đoạn. Đây là những cái quá trình tiến hóa ngẫu nhiên ở trong cái quá trình, bởi vì bất cứ một cái quá trình nào khi mà những chất thể tế bào nó lại nhân đôi rồi nó lại trao đổi chéo trong quá trình tạo tự chẳng hạn, thì nó sẽ ra những cái quá trình tái tổ hợp ngẫu nhiên đưa đến là các gen của hệ đông máu nó bị phân tán dần qua năm tháng. Nhưng mà vì trình tự của nó thì nó vẫn vậy nhé, cho nên nó giữ lại cái tính tương đồng rất là cao. Và xét về mặt nguồn gốc nhựa, do đặc tính của các protein này nó có tính tương đồng với nhau rất là cao, cho nên thật ra thì cái nhóm protein mà các bạn thấy bây giờ nó phụ thuộc vitamin K đó thì thật ra nó được tổng hợp từ một gen mà thôi. Đó là lý do mà vì sao nó đi với nhau. Còn cái số mà người ta đánh nó không có theo cái điều các bạn muốn, bởi vì cái chuyện đặt tên nó lại là một câu chuyện khác, nó là liên quan tới chuyện khác. Cho nên là đó là lý do các bạn hiểu là vì sao chúng ta có khá nhiều các yếu tố đông máu nhưng lại không phụ thuộc vào một vitamin. Và vitamin K thì có vai trò gì mà chúng ta lại nói nhiều về vitamin K thế, để xem các bạn nào nắm được không, để xem vitamin K thì nó đóng vai trò gì, xem thử các bạn nào biết không. Rồi mình có thể nói chuyện với bạn anh giao không? Anh giao. Dạ em nghe. À rồi, Giao có thể giới thiệu một tí không? Dạ em là anh Gia, học trường Y Dược Cần Thơ ạ. Y mấy rồi em? Dạ em học Y 6. Y 6, ok. Em có tham gia bữa trước không? Hello. K là một cái vitamin đang trong dầu. Và nó tham gia vào quá trình tổng hợp các cái bốn cái yếu tố đông máu đó ở gan. Cụ thể là nó làm gì em biết không? Dạ em không rành à. Nhưng mà em có hiểu các bài giảng từ hôm trước tới giờ hiện tại em có hiểu không? Dạ bữa trước em không có thấy mail nên là em có coi được cái bài trước em mail cho anh, thì em chưa có nhận được cái clip trước ạ. Hơi tiếc á. Thế thì phải xem lại nha. Bạn nào ngày hôm nay mà vẫn chưa nhận được cái video bài giảng thì các bạn phải email cho mình nha. Rồi dạ. Em. Bạn Xuân Bình có bình luận là vitamin K giúp capsaicin hóa tại vị trí gamma, phần còn lại của acid glutamic trong cấu trúc chung. Nó rất là chính xác. Tức là bản chất của cái chuyện tổng hợp á, là không liên quan gì hết. Gan khi tổng hợp ra các yếu tố protein đông máu á, các yếu tố protein đông máu ở gan khi được tổng hợp ra, thì tất cả các protein này đều không thể hoạt hóa được, tức là đều không thể hoạt động được, bởi vì nó còn một cái muốn hoạt hóa được nó thì các bạn sẽ phải gắn cho nó một cái gốc capsaicin, một cái gốc gamma capsaicin nữa thì nó mới có thể hoạt hóa được. Và gamma capsaicin đó tại cái vị trí của acid glutamic mà bạn cái nó đó, thì vitamin K và vitamin K nó tham gia trong một cái chuỗi chuyển hóa của một cái enzyme. Tí nữa mình sẽ thấy thì cái enzyme này nó giúp nó là capsaicin, nó sẽ giúp gắn cái gốc gamma capsaicin này vào cho cái các cái protein đông máu này, thì lúc đó các protein đông máu này nó mới hoạt hóa được. Thì đó là vai trò của cái vitamin K trong cái việc mà hoạt hóa các cái protein này, tức là không có liên quan gì tới cái chuyện tổng hợp protein đông máu với vitamin K hết, mà vitamin K giúp hoạt hóa các cái protein đông máu mà có cái cấu trúc đặc biệt này. Mà bởi vì những protein đông máu này đứng trên góc độ tiến hóa, nó tổng hợp từ một gen mà thôi, sau đó các gen này nó bị nhân đoạn rồi nó chuyển đoạn, nó nằm lung tung trên các gen khác nhau, cuối cùng nó tạo thêm các cái yếu tố đông máu rời ra. Nhưng mà về mặt cấu trúc nó có tính tương đồng khá cao và nó đều đòi hỏi một cái đặc tính, đó là phải có cái gamma capsaicin thì nó mới hoạt hóa được. Và đó là lý do mà vì sao có nhiều yếu tố đông máu nhưng nó phụ thuộc và một cái chu kỳ liên quan tới chuyển hóa của vitamin K. Các bạn hiểu chưa? Nghiên cứu về tiến hóa thì người ta cũng thấy là anh chàng thrombin, đặc biệt anh chàng thrombin, thì có lẽ là thrombin là một cái chốt cuối cùng trong cái hệ thống đông máu mà, nên có lẽ là nó hình thành sớm hơn, nó hình thành sớm hơn. Thật ra thì để biết được hai anh chàng nào mà, nếu như các bạn hiểu không,
để có thể so sánh được hai cái anh chàng nào mà nó có gần gũi về mặt tiến hóa hay không á, thì mình sẽ so sánh cái trình tự gen của nó, so sánh cái trình tự gen của nó. Thì khi so sánh cái trình tự gen thấy thì người ta thấy là cái cấu trúc của thrombin nó khác biệt nhiều so với những anh chàng còn lại. Thì người ta thấy rằng rõ ràng là anh chàng này có vẻ nó có trước nguồn gốc của nó cổ xưa rồi. À, như vậy là hệ thống đông máu giai đoạn đầu á thì nó đơn giản, nhưng mà giai đoạn sau á thì các bạn thấy là để đảm bảo cái sự điều hòa đông máu nó phức tạp hơn á, thì người ta nó phân cấp thành rất là nhiều các cái bậc để tạo ra cái sự điều hòa của nó. Đấy, thì ở đây cũng có thể có một số cái bình luận đó là do cái hệ quả của quá trình nhân đoạn và chuyển đoạn á, nó giúp phân bổ lại các cái gen trên hệ thống đông máu. Và chắc chắn là các bạn thấy là rõ ràng cái hệ thống đông máu chúng ta điều hòa đã tối ưu hay chưa? Thì vẫn chưa. Tại vì nếu như mà điều hòa tối ưu thì không thể nào có cái cục máu đông ở trong lòng mạch được. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có những bệnh nhân dễ chảy máu, chúng ta có những bệnh nhân dễ đông máu, chứng tỏ là hệ thống điều hòa đông máu chúng ta chưa đạt tới cái sự tối ưu. Bởi vì có rất nhiều người bị chết vì đột quỵ ngày nay á, do nhồi máu chẳng hạn. Thì nếu cục máu đông mà hình thành trong lòng mạch thì đó là một cái thất bại của cơ thể trong việc duy trì cái tình trạng đông máu. Cho nên là bản chất hệ thống đông máu của chúng ta cho tới hiện tại nó vẫn chưa hoàn hảo, và con người sẽ tiếp tục tiến hóa nữa để có một cái hệ thống đông máu hoàn hảo hơn. À, qua năm tháng thì thực sự nó đã tiến hóa rất là nhiều á, rất tinh vi, nhưng nhìn chung thì nó vẫn chưa hoàn hảo. Đấy, ngày xưa thì các bạn thấy là chỉ có giai đoạn khi con người tiến hóa tới như bây giờ thì cái hệ thống đông máu của mình nó mới có một cái đặc điểm, tức là hệ thống đông máu nó mới phức tạp dần. Ngày xưa khi mà chưa có cái mô hình tức là cái hệ tuần hoàn nó chưa xuất hiện, người ta tức là nó chưa có hệ thống của các cái ống mạch máu rồi máu di chuyển trong lòng mạch để đưa đến khắp cơ quan như vậy á, thì cái hệ thống đông máu của nó không có nhu cầu để hoạt động nhiều, nó rất là đơn giản. Nhưng khi mình phát triển cái hệ thống tuần hoàn nó có một cái vai trò quan trọng trong cái chuyện đó là đưa rất nhiều chất đi đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, và như vậy mình phát triển hệ thống tuần hoàn một cách chằng chịt, mao mạch mạch máu nó đi đến tất cả từng 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 mọi nơi với tốc độ tuần hoàn rất cao. Tại vì tốc độ cao thì mới đưa dinh dưỡng, đưa không khí, đưa oxy đủ kịp thời tới các cái tổ chức. Mà với một cái độ tuần hoàn tốc độ cao như vậy, mạng lưới phức tạp như vậy, thì các bạn sẽ thấy là hệ thống đông máu sẽ phải rất là vất vả trong cái chuyện mà điều khiển để biết khi nào là mạch máu có vấn đề để kịp thời đông lại khi cần thiết và chạy khi cần chạy, chứ đừng có lúc muốn chạy thì nó lại đông mà lúc muốn đông thì nó lại chạy, thì câu chuyện nó là phức tạp rồi. Và như thế người ta thấy là các bạn có thể thấy là do cái nhu cầu của phát triển cái hệ thống tuần hoàn mở, cái tuần hoàn kín, cho nên là cơ thể luôn luôn có xu hướng sẽ tăng đông hơn, sẽ có xu hướng dễ bị đông máu hơn để bảo vệ cơ thể khỏi những cái chảy máu đe dọa tính mạng. Các bạn thấy là huyết khối thì có thể không chết, tùy vị trí huyết khối, ví dụ huyết khối tĩnh mạch VTE nó rất là lâu năm, nó có cục huyết khối rất là to nhưng mà cũng chưa chết. Nhưng mà nếu chảy máu mà không có đông lại là chết chắc, có khi câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Cho nên cơ thể có xu hướng nó sẽ ưu thế về đông máu hơn. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là số lượng các bệnh lý liên quan tới đột biến gen, đó là hậu quả của cái áp lực mà tăng đông, làm cho số lượng các cái đột biến gen trong các bệnh lý mà gây tăng đông nó lớn hơn rất nhiều so với cái nhóm bệnh lý chảy máu. Tuy nhiên vì sao chúng ta ít điều tra được các rối loạn tăng đông? Bởi vì chảy máu thì các bạn thấy, các bệnh nhân chảy máu các bạn thấy được bằng mắt, cho nên là các bạn vào viện rồi các bạn điều trị kịp thời rồi các bạn làm chẩn đoán. Chứ các bệnh nhân huyết khối như đã nói, các bệnh nhân mà huyết khối thì thường các bạn sẽ không thấy, rất khó thấy bằng mắt, và hầu hết thì họ chết ở đâu đó các bạn không điều tra được ha. Hoặc là tới bây giờ ngay cả các bệnh nhân huyết khối vào viện với các bạn như VTE chẳng hạn, các bạn đâu quan tâm tới yếu tố di truyền của họ, mà các bạn chỉ lý luận là bệnh nhân bị huyết khối là do bệnh nhân ngồi lâu hay gì đó. Nhưng đâu đơn giản như vậy, hệ thống đông máu nó phức tạp vô cùng, đâu có thể nói đơn giản như vậy được. Thực ra thì vai trò của di truyền trong tăng đông là nó rất nghiêm trọng. Rồi, bây giờ thì
Mình sẽ qua một cái mục khác. À, chúng ta đã có một cái tổng quan về hệ thống đông máu rồi, tất nhiên là có rất nhiều thông tin và có thể các bạn cũng sẽ không nhớ hết. Nhưng mà chúng ta đang nghiên cứu về lịch sử của cái hành trình khám phá hệ thống đông máu, cho nên chúng ta sẽ phải hiểu cái giai đoạn này. Các bạn biết không, trước đó thì phần này thì mình rất muốn chúng ta cùng trao đổi với nhau. Trước đó tức là cái thời kỳ mà công nghệ nó chưa phát triển, thì chúng ta thấy là cái duy nhất ở thời kỳ trong máu của chúng ta, các bạn có thể hiểu này, trong máu của chúng ta nếu các bạn lấy máu ra thì các bạn thấy sẽ chia làm hai phần rõ rệt, đó là phần huyết cầu và phần huyết tương, có nghĩa là những cái phần của tế bào máu và những phần còn lại là phần dịch thể. Thì cái phần tế bào máu các bạn bắt đầu đem lên kính hiển vi của màng sao để phát hiện ra các tế bào máu, còn cái phần huyết tương là cái phần dịch thể. Thì các bạn làm sao để biết được trong đó có cái gì, làm sao để biết trong đó có cái gì? Mình có thể mời Xuân Bình không? Xuân Bình có vẻ là rất rất đam mê và hiểu rất sâu về đông máu, chắc không biết lớn tuổi hơn mình không. Dạ em là sinh viên Y3 ở trường Y Cần Thơ ạ. Ồ, Y3 nhưng mà tìm hiểu đông máu kỳ quá. Để không tăng chẳng qua tình cờ là đọc trúng cái phần đó thôi. Rồi, thế thì Xuân Bình có hồi nãy có hiểu được là bây giờ máu của mình có hai phần đúng không? Huyết cầu và huyết tương. Huyết cầu thì biết rồi, huyết cầu là phần tế bào máu đấy, bạch cầu, tiểu cầu, ông cầu, đúng không? Thế cái phần huyết tương á, tức là muốn thấy được tế bào thì cũng dễ thôi, đặt lên kính hiển vi em soi được đúng không? Nhưng mà phần huyết tương thì em điều tra bằng cách nào? Em chưa có nghĩ ra được. Đúng rồi, phải hiểu được cái này để biết là ông bà đã làm cái gì để điều tra bệnh học. Cho nên mình phải hiểu rằng nó có một vai trò rất là quan trọng. Có bạn nào biết là bây giờ làm sao để điều tra phần huyết tương không? Tức là điều tra một cách tổng quát. Cho quay ly tâm tách huyết tương ra. Rồi nhưng mà tách được huyết tương rồi thì làm sao nghiên cứu? Trời không biết đâu. À, cái vấn đề ở chỗ Có đó. thể là điện gì? Đúng, đúng, vấn đề quan trọng nhất ở đây là điện gì? Điện gì nó đóng một vai trò tối quan trọng trong y học. Nhưng cái khổ nỗi là chúng ta bây giờ chúng ta quên nó. Các bác sĩ lâm sàng bây giờ chỉ nhớ tới định lượng các chất ở trong máu thôi, nhưng quên rằng làm sao để có được một cái nhìn toàn cảnh về protein trong máu, làm sao có một cái nhìn toàn cảnh về thể dịch thì phải là điện di protein. Trên thực ra thì các bạn thấy là cái điện di nó giúp chúng ta làm cái gì? Cái điện di thật ra thì bây giờ có rất nhiều các cái công nghệ điện di tùy thuộc vào cái công nghệ đó nó đạt tới cái tầm nào, mà cái khả năng phân tách các thành phần trong máu nó chi tiết ở mức độ nào. Những cái điện di protein cơ bản nó sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình protein trong máu. Và các bạn nhớ cái hình điện di protein không? Điện di protein trong máu thì nó sẽ ra một cái đỉnh cao rất cao là albumin, sau đó tới đỉnh alpha 1, alpha 2, beta 4, beta 2 và đỉnh gamma. Thì các bạn sẽ phải hiểu là nếu các bạn điện di protein, các bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh. Tất cả các protein trong máu, các thành phần thể dịch ở trong máu nó sẽ nằm ở trong các cái khu vực đó. Tuy nhiên cụ thể loại gì thì mình không biết mà thôi. Đấy, nhưng mà nếu các bạn xem tế bào máu đếm bằng kính hiển vi nó quan trọng như thế nào thì điện di protein đóng vai trò quan trọng tương ứng như thế đấy. Cho nên các bạn phải nhớ rằng nếu các bạn mình nghĩ rằng trong tương lai nếu như mà điện di nó có phát triển có rực rỡ thì nếu xuất hiện một cái chất bất thường nào đó trong máu thì chúng ta có thể phát hiện được thông qua cái một cái loại điện di nó đủ mạnh ha. Thì lúc này các bạn thấy là ở thời điểm đó ngành hóa sinh nó phát triển và nó dùng điện di là chính, nó dùng điện di để phát hiện các chất là chính. À, đó là lý do mà các bạn thấy tại sao anh chàng protein đầu tiên người ta tìm ra là anh chàng nào, anh chàng đầu tiên mà tìm ra được là fibrinogen, bởi vì fibrinogen là một cái protein trọng lượng lớn thì các bạn mới tìm ra được. Chứ còn nếu các protein kích thước mà nó nhỏ quá thì các bạn không có thể nào mà tách nó ra được bằng cái điện di thông thường, và chính vì vậy các bạn không nhận diện được, các bạn không nhận diện được nó. Các bạn hiểu cái cách thức mà ông bà đã điều tra như thế nào để biết là làm sao mà trong máu gồm có những cái chất nào để mà đặt tên là yếu tố nào, yếu tố 5, yếu tố 7, yếu tố 8, 9, làm sao mà biết được, thì người ta dùng điện di là chính. À, nhưng mà mình muốn dùng cái slide này ngoài cái chuyện để nói về đông máu, mình cũng muốn nói với các bạn về cái chuyện mà đọc hiểu tiếng Anh luôn. À, tại vì là các bạn sẽ thấy mình rất là muốn chia sẻ về cả cái chuyện cách học
cho các bạn biết ở ở đây nữa, tại vì không là chúng ta sẽ có nhiều cái ngộ nhận. Không biết là bạn Vũ Minh có thể trao đổi với mình không? Dạ em nghe. Vũ Minh có thể giới thiệu một tí không, chứ thật ra mình quên hết mà không nhớ nổi. Dạ em là Y5 trường Phạm Ngọc Thạch. Y5 Phạm Ngọc Thạch. Thế thì chắc là Vũ Minh, em có thể, mình rất muốn là em có thể không cần dịch chính xác, nhưng có thể dịch nội dung của những cái câu này ở trên slide không, để mình muốn hiểu là để các bạn hiểu được cái cách thức mình muốn chia sẻ về một chút trong cái chuyện các bạn đọc hiểu tài liệu tiếng Anh thôi. Dạ cái câu nào anh? Câu đầu tiên thử ha. Dạ cái yếu tố cục máu đông thì ngoại trừ fibrinogen là cái dấu vết của protein không dễ chiết tách và phân tích cấu trúc. Ngay cả khi em dịch như vậy thì em có hiểu không? Dạ có nghĩa là fibrinogen thì nó sẽ dễ cách và phân tích cấu trúc, còn những cái yếu tố máu đông còn lại thì sẽ khó phân tích cấu trúc và chiết tách nó ra hơn. Vì sao vậy? Thì em nghĩ chắc là nó do nó bé, trọng lượng nó này nó bé, nó nhỏ hơn so với fibrinogen. Em thấy không, chính em là người dịch, em là người đọc nguyên văn cái câu này, em đọc trực tiếp bằng mắt, em cũng không thể hiện hết cái ý của cái câu này, thì làm sao một người mà người ta nghe lại người khác dịch, người ta có thể hiểu được cái câu đó là gì? Vì chính mình nghe mình cũng không hiểu được. Tức là trong câu này các bạn sẽ hiểu, nó quan trọng lắm các bạn, để hiểu được là đúng rồi, bạn Xuân mình có bình luận là protein, trace protein, là protein dạng vết. Nhưng em có hiểu protein dạng vết là gì không? Không hiểu. Tức là vấn đề như thế này các bạn này. Nếu câu này mà các bạn muốn hiểu thì các bạn sẽ thấy là thực ra liên quan tới một cái câu nó có hai cái thành phần quan trọng mà các bạn phải hiểu. Một là các cái object, tức là các cái đối tượng, và các đối tượng này chính là các cái danh từ. Các danh từ thì nó chính là các cái đối tượng cụ thể, và các cái từ nằm giữa các cái cụm này, có nghĩa là các cái từ liên kết mà thôi. Nó có thể là động từ, tính từ, mô tả, nó là những từ rất phổ thông, nó giúp liên kết các đối tượng, và hầu hết cái ý nghĩa của các cái từ nằm ở giữa thì nó không có gì đặc sắc lắm, mà cái nội dung là nó nằm chủ yếu ở các cái noun phrase này, tức là các cái đối tượng. Và các bạn phải nhận biết được đâu là đối tượng và đâu là chỉ là những từ vớ vẩn, là những từ liên kết mà thôi. Cho nên nếu câu này mà mình viết như thế này á, nếu mình dịch thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ dịch là các clotting factor, bởi vì nó đấy có chữ S đúng không? Các cái clotting factor ở trong máu á, thì ngoại trừ fibrinogen là trace protein, thì nó không có dễ dàng, không dễ để mà có thể mà xác định được, để có thể làm cái purification và structural analysis. Ngay dịch thì nó cũng rất là kỳ. Nhưng mà ngay dịch thì các bạn thấy kỳ, nhưng thực ra đó đúng ra trong tương lai, và mình đang viết một cuốn sách do mình được mời làm đồng chủ biên thôi, mình viết theo cách thức đó. Có lẽ sẽ có nhiều người chửi mình lắm, nhưng mình muốn các bạn hiểu rằng là những cái từ này không phải là những từ để cho các bạn dịch, mà là những từ này là những từ để cho các bạn phải hiểu nó là cái gì và hình dung ra được nó là cái gì. Ví dụ clotting factor, nó là yếu tố đông máu, thì đó chỉ là cái yếu tố đông máu, nó chỉ là một từ để dịch ra cho vui thôi. Chứ thực ra clotting factor thì phải là một người đã học về đông máu hiểu clotting factor là cái gì, gồm những yếu tố nào. Và nếu các bạn không biết, các bạn phải lên trên Google, các bạn search thử clotting factor là cái gì, gồm những yếu tố nào, thì các bạn mới hiểu được clotting factor là gì. Chứ các bạn đừng có nghe cái tên của nó, vì chỉ nghe cái tên không, nó không được cái gì hết, các bạn không hiểu được. Ví dụ except for thì là ngoại trừ, thì cái đó là từ tiếng Việt, và cái từ đó từ liên kết, nó rất là đơn giản. Nhưng mà fibrinogen, tại sao các bạn không dịch fibrinogen? Tại vì vốn chỉ đấy, cái từ này cũng không phải là từ mà của mình, là từ mượn, mà mình không phát minh ra nó, mà mình mượn của người ta mà. Nhưng cuối cùng các bạn thấy là dùng hoài fibrinogen thì các bạn quen,
nhưng chính các bạn cũng không thể biết được fibrinogen là gì nếu các bạn không học về đông máu. Vậy thì khi các bạn hiểu về đông máu, các bạn biết fibrinogen là cái gì, thì các bạn có thể hình dung ra được cái đối tượng đó là cái gì. Và nó là các cái trace protein. Thì trace protein thì các bạn hiểu protein là cái gì và trace protein là gì. Nó không phải là từ để dịch, các bạn có thể dịch sao cũng được, nói protein dạng vết hoặc là protein nồng độ thấp hay gì gì cũng được, điều đó không có nghĩa gì hết. Các bạn có hiểu nó hay không? Thì các bạn sẽ phải lên Google, các bạn search là trace protein là gì. Nó không phải là một từ để mà chỉ là cái tên thôi, mà nó là một cái thuật ngữ, nó có cái hàm ý, một đối tượng cụ thể. Bởi vì liên quan tới cái điện ghi, khi mà các bạn điện ghi protein thì có những cái vạch nó xuất hiện rất là mờ nhạt, nó rất là mờ nhạt ở trên điện ghi. Thì những anh chàng mà nó rất là mờ nhạt, biểu hiện yếu như vậy thì người gọi là các cái vết ở trên điện ghi. Khi các bạn phải nhìn cái hình của điện ghi các bạn sẽ hiểu được, thì người ta gọi nó là các cái trace protein. Và các bạn muốn hiểu được thì các bạn phải chịu khó đi tìm nó là ai. Tức là ở đây không phải là chuyện học ngoại ngữ, mà các bạn đang cố hiểu một cái vấn đề. Tức là trừ trường hợp fibrinogen thì khi các bạn điện ghi thì nó chạy lên, nhưng mà nó chạy lên ở dạng rất là yếu. Ngay cả fibrinogen là một anh chàng kích thước cũng tương đối lớn, mà nó chỉ ra ở dạng vết thôi. Thì những anh chàng còn lại các bạn không thể nào mà các bạn xác định được nó trên điện ghi là điều quá bình thường. Và đó là lý do cho rất nhiều năm tháng người ta không biết được hệ thống đông máu có nhiều yếu tố lắm, chứ đâu có phải chỉ có vài yếu tố như Moravec biết đâu hả? Hoặc là đâu có phải chỉ đơn giản fibrin như thời kỳ đầu mà người ta phát hiện ở đâu. Và purification là gì? Purification là một thuật ngữ của sinh hóa, chứ không phải đơn giản để các bạn chỉ dịch ra nó là chiết tách ra gì hết. Purification là một cái quy trình của sinh hóa, nó có rất nhiều cách thức để làm purification. Các bạn sẽ phải lên mạng search Google purification là cái gì, chứ không phải lên Google dịch. Các bạn hiểu không? Hoặc là structural analysis có nghĩa là phân tích cấu trúc. Thì dịch cái từ phân tích cấu trúc thì rất là bình thường, nhưng vấn đề nó là phân tích cấu trúc là người ta làm cái gì? Nó là một cái thuật ngữ liên quan tới các cái quy trình kỹ thuật ở trong sinh hóa mà, đâu có phải là đơn giản chỉ hiểu đọc cái từ phân tích cấu trúc là xong đâu. Bởi vì nếu như các bạn chỉ hiểu như vậy thì qua câu số 2 là các bạn sẽ gặp khó khăn ngay. Ví dụ mời thử đi, mình đang nói thì mời mình nói tiếp câu số 2 được không? Em tới phần. Đúng rồi, mời thử câu thứ hai em sẽ dịch như thế nào? Hoặc là em trình bày nó như thế nào hả? Cái đọc delete. Cái câu 2 em không biết lắm. Delete needed. Em không biết cái câu delete needed. Thế những từ khác thì em có thể dịch đi. Em có thể dùng cái cấu trúc primary của fibrinogen thì chắc là được phát hiện vào năm 70. Có thể dùng với trình tự với lại cái trình tự amino acid. Em cũng không được rõ lắm. Rồi, cảm ơn em. Rồi, Nga. Ủa, Nga đâu rồi? Nga nội trú của huyết học đâu rồi? Em chào anh. Rồi, em dịch câu này như thế nào? Em nghĩ là có thể dịch là cái cấu trúc ban đầu của fibrinogen thì được phát hiện vào những năm 1970. Nhưng mà nó được làm rõ bởi, tức là nó được phát hiện bởi việc phát hiện cái trình tự của amino acid bằng cái nỗ lực của các nhà phát minh. Đấy, cái vấn đề ở chỗ là các bạn thấy không? Ngay cả khi các bạn đang là người đọc trực tiếp cái câu này, các em bạn không được rõ ý. Các bạn không hiểu hết ý. Tại vì sao? Primary structure nó không đơn giản để cho các bạn dịch là cấu trúc ban đầu hay là cấu trúc nguyên phát hay là cấu trúc gì hết. Tại vì là primary structure thì các bạn phải phân biệt nó với secondary structure. Nó là một thuật ngữ, nó là thuật ngữ. Các bạn nhớ không? Protein nó có tới từng cấu trúc của nó tới tận 4 cấu trúc mà các bạn, cấu trúc từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 mà. Đúng không? Vâng ạ. Primary structure nó tương ứng với cấu trúc bậc 1 của protein đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cấu trúc bậc 1 chỉ là cấu trúc ở dạng đường thẳng, và lúc đó người ta chỉ biết trình tự của các amino acid mà thôi. Và vì sao người ta muốn nhấn mạnh ở đây là amino acid sequencing? Tức là có nghĩa là người ta chỉ mới phát hiện ở cấp độ protein mà thôi, chưa nói gì tới cấp độ gen hết. Tức là họ mới phát hiện được fibrinogen trên cấp độ của protein, chỉ biết được trình tự amino acid trên protein mà thôi, và mới chỉ biết trình tự sơ cấp của nó thôi, tức là trình tự bậc 1 của nó thôi, dạng đường thẳng của nó thôi, chưa nói tới cấp độ gian của nó.
Các bạn hiểu không? À, như vậy nếu các bạn chỉ dịch là đó, và nếu các bạn nghe một người nào đó ở Việt Nam dịch qua là tiếng Việt đó, mà các bạn đọc là chỉ có nước mất dấu hết âm binh. Cho nên là mình muốn viết một cái cuốn sách mà mình sẽ dùng bằng một cách thức khác. Tất cả này mình sẽ ghi là the primary structure của fibrogen nó được làm rõ vào năm 1900 vào những thập niên 1970 bằng việc phát hiện cái amnesia sequencing cũng được. Các bạn nên dùng từ sequencing để nguyện cũng được, với nỗ lực của rất là nhiều các nhà điều tra, các nhà nghiên cứu, thì để người ta biết rằng primary structure không phải là từ để mà nói cho vui. Phải lên trên mạng search thử primary structure là gì thì các bạn mới hiểu được nó là gì. Chứ còn không á, đi xuống các câu dưới là các bạn càng loạn luôn, bởi vì các bạn hiểu nó cũng hết ý. Ví dụ câu thứ ba. Đấy, câu thứ ba thì nó lại khác gì? Nó khác gì? Câu thứ ba thì nó cũng đơn giản, tức là bắt đầu vào những thập niên 80 ấy, thì cái công nghệ về nghiên cứu ở trong cấp độ của DNA ấy, đặc biệt là sự ra đời của cái phản chuỗi polymerase chain reaction PCR các bạn, thì DNA, công nghệ nghiên cứu về DNA ra đời ấy, thì nó đã làm nên một cái cuộc cách mạng. Nó đã làm nên một cái cuộc cách mạng trong việc xác định nhiều cái primary structure của rất là nhiều các cái yếu tố đông máu. Tức là ngày trước nếu như không có cái nghiên cứu ở trên cấp độ gen á, mà chỉ nghiên cứu trên protein, tức là cố gắng định di anh nào tách ra được á, thì mình biết anh nào nó không định di, nó không hiện lên trên cái vạch định di á, thì không biết được nó có hay không. Cho nên là rất khổ sở. Nhưng mà khi DNA ra đời thì chúng ta lại bắt đầu nghiên cứu trên từng gụm gen, thì lúc này chúng ta không bị lệ thuộc vào cái hàm lượng của protein đó nó nhiều hay nó ít. Protein đó cấu trúc nó trọng lượng phân tử nó cao hay nó thấp nữa, mà chúng ta chỉ cần nghiên cứu trực tiếp trên gen thôi. Nhưng mà qua câu dưới các bạn là càng căng thẳng hơn nữa nếu như các bạn chỉ dịch một cách rất là đơn sơ và cầu thả. Ví dụ câu tiếp theo mình cũng mình muốn nhờ Nga, vì cái này thì chắc chỉ có cấp độ sau đại học các bạn mới hiểu nổi thôi. Nga ơi. Vâng. Câu tiếp theo em có thể dịch được không? Từ là em cũng hiểu, nhưng mà nếu mà để ghép vào thì em thấy cũng có vấn đề. Đúng rồi. Tức là có thể dịch. Em hiểu như thế nào? Cái từ clone ấy, nó ở đây em đang không biết dịch nó như thế nào, bởi vì cái yếu tố đầu tiên, cái thứ mà được được phân tách thành đơn dòng ấy, tức là được và được giải và được sequencing và được giải mã, thì đấy, nó là yếu tố 11 vào những năm 1982. Tức là họ ý họ muốn nói câu này là chắc là yếu tố 11 là cái yếu tố đầu tiên mà họ được tách chiết ra thành tách chiết và phải nắm được cái trình tự của nó, nhưng mà em không biết diễn tả nào cho nó hợp lý. Mình muốn các bạn, nếu các bạn muốn thay đổi, cố gắng, mình rất muốn nhấn mạnh cái điểm này. Mình đã nhận ra cái chỗ này là cái chỗ sai của hầu hết chúng ta khi chúng ta học ở trong y học mình. Tại vì á, clone không phải là từ để các bạn thích dịch chảo dịch, sequence không phải là từ muốn dịch chảo dịch. Clone là một quá trình của sinh học phân tử bằng cách tạo dòng. Người ta tạo dòng bằng cách nào? Tức là người ta sẽ lấy cái cụm gen đó, thường thì người ta sẽ gắn cái cụm gen đó lên trên một cái con virus, một con virus là mấy cái thằng mà làm các con virus, các bạn không, cả con virus, thì mình sẽ chèn cái đoạn gen tương ứng vào, mình chèn cái đoạn gen tương ứng đó vào, rồi sau đó mình sẽ đem cái con virus gắn cái đoạn gen mình muốn phân tích đó vào nuôi vào trong cơ thể của con vi khuẩn thường con E. coli cho nó sống, rồi sau đó nuôi nó và nó sẽ tăng sinh rất là nhanh. Từ đó thì mình có được một cái lượng lớn cái cụm gen đó. Quá trình đó gọi là quá trình clone, tạo dòng. Sau đó bắt đầu mình mới dùng công nghệ của PCR thì bắt đầu mình mới tiến hành giải trình tự của cái đoạn đó là bao nhiêu. Tức là nó sẽ gồm hai bước để có thể biết được trình tự của một cụm gen, gồm có clone để tạo dòng và sau đó là sequence để giải trình tự. Các bạn hiểu không? Tức là cái câu này là một cái câu mà hàm lượng kiến thức trong đó nó cao lắm các bạn. Chứ không đơn giản là cái chuyện mà chỉ dịch là yếu tố đầu tiên mà được giải mã là yếu tố 982. Chúng ta dùng những từ rất là cầu thả. Chiết tách là cái gì? Giải mã là cái gì? Nó là thuật ngữ và các bạn phải hiểu nó. Nó khó là chỗ đó các bạn. Xuống câu dưới thì các bạn lại càng khó nữa.
người ta nói là nếu như không có cái công nghệ của DNA thì gần như rằng không thể nào để biết được cái cấu trúc primary structure của yếu tố TF này, yếu tố 8 và yếu tố vol. Các bạn có nhớ mình nói không? Vì sao người ta nói là không thể nếu như mà không có công nghệ của DNA? Tại vì có bao giờ trong máu mà thằng 8 với yếu tố vol nó chẳng không có bám chặt lấy nhau để nó đi với nhau đâu. Mà nếu nó bám chặt với nhau thì các bạn điểm gì kiểu gì nó chẳng đi cùng với nhau. Mà nó đi cùng với nhau thì nó hiển thị cùng một vật. Thì làm sao các bạn biết được đó là hai protein khác nhau? Hoặc là TF, TF nó có bao giờ đi riêng với yếu tố 7 ở trong máu đâu? Nó đi kèm kèm với nhau như thế này. Và nếu các bạn không có phân tách nó ra thì làm sao biết được? Nhưng với các công nghệ của protein các bạn không làm được chuyện đó. Nhưng mà đứng trên cấp độ gen thì đó là những cái yếu tố được quy định bởi những gen khác nhau. Và hoàn toàn chúng ta có thể phân tích trên gen thì chúng ta biết được cấu trúc của nó hoàn toàn khác biệt. Nhưng quá câu dưới thì càng khó rồi này. Và mình muốn phân tích thêm câu dưới để mình muốn hiểu, mình muốn nói với các bạn là chúng ta rất cụ thể trong trong cái tư duy. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thường ví dụ như hồi này khi mà các bạn được thấy từ khi các bạn lần đầu thấy từ primary structure thì các bạn có thể cụ thể. Nhưng khi các bạn đã hiểu cái từ primary structure rồi thì các bạn thấy là cái từ đó nó lặp lại. À và các bạn hiểu ok, các bạn sẽ không khó khăn gì để hiểu cái từ đó trong những lần tới đấy. Thì trong cái câu cuối này thì mình cũng muốn nhờ một bạn nữa để xem thử là các bạn hiểu tới đâu ha. Để con hiểu là không phải đơn giản để con đọc tài liệu không mà không đọc nổi đâu. Nếu như các bạn không học đủ sâu và không có trình độ liên quan thì không phải học ngoại ngữ là đủ khả năng để các bạn có thể hiểu được nó. Cái này thì sinh viên chắc không nói nổi đâu. Sinh viên không nói nổi đâu. Có bạn nào có thể nói câu này không? Có bạn nào có thể thử không? Để mình xem mình muốn nhấn mạnh cái điều mình muốn nói với các bạn đó. Đó là phải biết được đâu là các cái object. Và cái object đó các bạn phải lên trên mạng search, xem thử các bạn hình dung ra nó, tưởng tượng ra được nó, chứ không phải là chỉ biết được dịch cho tiếng Việt để viết một câu tiếng Việt cho vui ha. Anh ơi, em nghĩ là nếu mà không có cái công nghệ DNA thì ta sẽ không thể nào mà mô tả được cái cấu trúc nguyên thủy của các cái yếu tố mô, yếu tố 13 hoặc là BWF von Willeren. Rồi những câu cuối em, đúng không ạ? Câu cuối đi. Công nghệ DNA thì câu cuối thì em chưa có đọc ra. Dạ. Có từ nào em cần anh dùng tiếng Việt anh sẽ hỗ trợ tiếng Việt cho em cứ nói thử. Có từ vựng nào em cần không? Dạ là công nghệ DNA thì không có đáp ứng được elucidate này nha. Có nghĩa là có thể phát hiện ra hoặc là có thể biết được như vậy elucidate. Có thể. Mà chỉ có cái công nghệ DNA thì cũng không có thể là đáp ứng được, không có giải thích được cái cấu trúc nguyên thủy hoàn chỉnh của protein. Dạ, cái khúc đó em các bạn thấy không, các bạn có thể đem cả cái câu này lên trên Google dịch, các bạn dịch cũng được, nhưng các bạn không hiểu đâu, tại vì trong này nó có quá nhiều các cái yếu tố mà đòi hỏi các bạn phải có kiến thức tổng hợp của các ngành basic, các bạn mới hiểu nổi. Đó là lý do mà vì sao các bạn đọc tài liệu chỗ này qua chỗ kia các bạn chỉ biết nhớ, tại vì các bạn nếu các bạn không có một cái nền tảng về những cái thứ này thì các bạn đọc đâu các bạn còn nhớ thôi. Nhưng thực ra logic của cái câu này nó rất là rõ ràng như thế này, để xem các bạn có hiểu không nha. Người ta nói bản thân ở trên người ta ca ngợi rất là nhiều về công nghệ của sử dụng đi cả cái công nghệ dùng DNA để phân tích, đúng không? Nhưng mà đây người ta nói là nếu như công nghệ DNA mà một mình nó thôi alone thì nó không đủ để chúng ta có thể biết được là cái complete primary structure của cái protein. Có nghĩa là chúng ta không thể biết được một cái cấu trúc primary structure một cách hoàn chỉnh của protein. Tại vì các bạn biết rồi, bình thường thì với DNA sau khi phiên mã xong á, sau khi phiên mã xong để tạo thành RNA thông tin á, thì sau đó RNA thông tin nó chỉ quy định một cái trình tự của amino acid tương ứng thôi. Khi nó dịch mà nó chỉ tạo thành một chuỗi protein dạng mạch đơn như thế này thôi. Nhưng mà các bạn biết rồi, các cấu trúc protein thực sự khi mà nó hoàn thành rồi nó đâu có ở dạng mạch đơn này đâu, mà nó sẽ về đâu có phải đơn giản chỉ là protein nó đứng một lần, mà nó sẽ gắn với rất nhiều chất.
có thể là nó gắn với glyco để tạo thành, các bạn thấy là mình sẽ có rất nhiều các cấu trúc phức tạp, nó sẽ gắn cả gốc gluco, nó gắn gốc phosphor, nó gắn gốc lipid vào để tạo thành lipoprotein chẳng hạn. Thì có nghĩa là một cái protein sau cái quá trình dịch mã xong á, thì nó sẽ còn có một cái quá trình quan trọng nữa gọi là quá trình biến đổi hậu dịch mã, post translational modification. Đây là một thuật ngữ nha các bạn. Quá trình biến đổi hậu dịch mã này làm gì? Một là nó gấp khúc các cái protein này để các cái protein này nó không còn ở dạng bậc đơn nữa, mà nó tạo thành các cấu trúc không gian ba chiều, cấu trúc protein bậc cao. Bên cạnh đó nó còn phải xung phát hóa, nó còn phải gluco hóa, nó còn phải phosphor hóa ở các cái vị trí khác nhau để nó tạo thành một cái cấu trúc protein với nhiều phân tử khác chứ không phải một mình amino acid. Mà cái giai đoạn biến đổi hậu dịch mã đó thì nó được quy định bởi những cái gen khác, chứ bản thân cái gen mà tạo nên cái protein ban đầu đó, thì nó đâu có quy định được cái chuyện đó đâu. Bởi vì cái bộ phận mà tiến hành chế biến cái protein sau khi dịch mã xong á, nó liên quan tới bộ máy Golgi, nó liên quan tới lưới đồ bào tương, thì đó là các cái cơ quan để phụ trách cho cái chuyện mà điều chế cái, tức là xử lý cái protein sau khi được tổng hợp từ cái ribosome xong. Và các cái bộ máy này là do các cái protein, do các cái chất từ các cái cụm gen khác tạo thành, chứ nó đâu phải là do cái cụm gen từ cái thằng mà tạo nên protein đó để quy định đến cái cách thức mà nó được gập như thế nào, nó gắn với những anh chàng khác như thế nào. Chứ nếu chỉ lấy cái cụm gen mà tổng hợp nên protein đó để phân tích thì các bạn chỉ biết được cao lắm là cấu trúc sơ cấp của nó mà thôi, chỉ biết trình tự amino acid của nó mà thôi, chứ các bạn không biết được quá trình biến đổi hậu dịch mã để nó trở thành một cái protein hoàn chỉnh thì nó không thể biết được. Ở đây họ có nói này, bởi vì là các cái biến đổi hậu dịch mã, ví dụ như là cái chuyện mà gắn cái gốc carbohydrate vào, thì nó không thể nào mà biết được một cách gọi là không đáng tin nếu các bạn sử dụng cái công nghệ từ cDNA. Thì lúc này nó lại xuất hiện một cái từ rất là lăng nhăng, đó là cDNA. cDNA là cái gì? Thì lại là một câu chuyện phức tạp là sao? Mình không muốn đi quá sâu, mình chỉ muốn nói với các bạn là để hiểu một câu như thế này, nó không phải chỉ dừng từ vựng mà là một quá trình tích lũy của rất nhiều các kiến thức của khoa cơ sở. cDNA có nghĩa là cycle DNA, clone DNA, tức là các bạn trong cái quá trình, nếu bạn nào mà có làm về sinh phân tử thì các bạn sẽ hiểu cái quy trình này. Bởi vì để mà biết được cấu trúc của protein thì các bạn thấy là bây giờ khi mà gen nó nằm ở trên DNA này, thì trên gen thì nó sẽ có cả intron lẫn exon, đúng không các bạn? Intron lẫn exon. Sau khi nó phiên mã, nó tạo thành RNA. Thì khi nó tạo thành RNA, giai đoạn đầu của RNA thì nó bao gồm luôn cả các cái trình tự của cả intron lẫn cả exon. Nhưng các bạn biết rồi, RNA nó sẽ phải loại bỏ tất cả các cái intron đi để chỉ còn lại các exon thôi. Vì chỉ có exon thì nó mới tham gia vào tổng hợp nên protein, còn các cái intron thì nó không có ý nghĩa. Nó cắt đi cái quá trình đó, gọi là quá trình splicing. Nó cắt đi các cái intron để nó gắn các exon thôi. Thì sau khi gắn các exon này rồi á, thì cái trình tự còn lại ở trên RNA chính là cái trình tự mà quyết định tới toàn bộ cái cấu trúc bậc một của protein. Thì thường trong phòng sinh học phân tử á, người ta sẽ lấy cái trình tự RNA này nè, người ta sẽ lấy trình tự của cái RNA này nè để người ta dịch ra cái trình tự của protein. Tức người ta sẽ phân tích trình tự của nucleotide trên cái RNA. Tuy nhiên á, bản chất của các cái RNA thì nó rất là không bền vững. Nó phân hủy rất nhanh. DNA thì nó rất là bền vững, các bạn có thể nói 10 năm trời nó có thể là người chết từ cổ đại các bạn lấy DNA ra còn phân tích được. Nhưng mà RNA thì nó đi rất nhanh chóng bởi vì có rất nhiều các cái men phân các RNA ở trong môi trường. Cho nên để phân tích cấu trúc của RNA thì bước 1 của nó là nó phải biến cái, vì RNA là nó dạng mặt đơn nó không bền, thì người ta chuyển nó thành cái dạng mặt đôi. Dạng mặt đôi có nghĩa là cDNA, tức là chuyển từ một RNA trở thành một DNA dạng mặt kép. Nhưng mà DNA này thật ra là DNA mà được thật ra cấu trúc của nó là RNA, chỉ là mình chuyển thành nó chuyển thành dạng mặt đơn, dạng vòng á, thành dạng DNA dạng mặt đôi, thì người ta chuyển thành dạng vòng. Thì anh chàng DNA đó
chính là gọi là cDNA để phân biệt với DNA của cái cấu trúc nguyên phát. Tức là dùng cDNA thì các bạn mới phân tích được cái cấu trúc của RNA. Các bạn hiểu không? Tức là vốn dĩ nó rất là phức tạp, chứ không phải đơn giản để hiểu một cái câu như vậy đâu các bạn. Không biết các bạn có hiểu mình nói không? Tại vì không phải hôm nay không phải là cái chủ đề về sinh học phân tử, mình không thể nói cho các bạn hiểu được. Nếu có hình thì mình sẽ vẽ, mình sẽ nói rất là dễ. Nhưng mời Nga chia sẻ đi. Nga có hiểu không? Anh ạ, em thì em ok, em hiểu ngay. Tại vì em cũng làm sinh học phân tử một thời gian rồi. Em làm rồi. Chỉ là nó chưa sâu thôi. Vâng. Nhưng em biết cDNA, tại vì nó cũng phải chuyển từ RNA thành thì mới phân tích được. Đúng. Với rồi. Lại bây giờ công nghệ tiên tiến, còn hôm trước đọc cái bài nó còn nói về cDNA ở trong trong ung thư, nhưng mà đại loại là em không nhớ chính xác, nhưng lại là nó định lượng cDNA ở trong ung thư đại trực tràng để tiên lượng. Vâng. Nhưng hiểu, tức là cái đại ý của mình muốn nói hôm nay, ngoài cái, mình muốn các bạn khởi động với cái chuyện là phải thay đổi cách thức học thôi. Tại vì để hiểu toàn vẹn một câu á, là ngay cả dùng tiếng nguyên gốc cũng không hiểu nổi, chứ đừng nói là dịch ra, dịch thì càng không hiểu rồi. Đấy, đấy, để con thấy là ý không xa. Bằng xuống mình có hỏi là vế sau của câu dịch như thế nào ạ? À, tức vế sau câu dịch đơn giản thôi. Tức là nguyên cái câu cuối được hiểu là nếu như mà mình chỉ dùng nghiên cứu ở trên cấp độ DNA thôi, mình dùng DNA để nghiên cứu thì mình chỉ biết được, thì như đã nói ở trên, với DNA thì mình chỉ biết được trình tự của protein mà thôi. Tại vì sau khi mà DNA nó phiên mạng thành RNA thì mình nghiên cứu trên cấu trúc của RNA để mình suy ra cấu trúc của protein. Nhưng mà chúng ta không thể biết được là, bởi vì sau khi ra dịch mạng thành protein thì protein nó lại còn trải qua một giai đoạn nữa, gọi là giai đoạn biến đổi hậu dịch mạng, là những cái giai đoạn mà từ dạng chuỗi đơn nó biến dạng thành dạng không gian ba chiều và gắn với những cái gốc hóa học khác nữa. Thì ở giai đoạn đó hoàn toàn thông tin của DNA của cái gen đó nó không biết được cái chuyện đó. Cho nên người ta nói rằng với công nghệ của DNA một mình á, thì nó không đủ để có thể biết được toàn bộ cái cấu trúc của protein. Bởi vì các cái biến đổi các biến đổi hậu dịch mạng như là gắn gốc carbohydrate thì nó không đáng, không tin tưởng được nếu như mình chỉ sử dụng công nghệ của cDNA. Tức là cDNA chính là công cụ để nghiên cứu cấu trúc protein của một protein nào đó ở trên gen. Nhưng mà với cDNA không thôi thì không đủ khả năng để biết được cái biến đổi hậu dịch mạng nó như thế nào. Mà nếu không biết biến đổi hậu dịch mạng thì các bạn không thể biết được cấu trúc toàn vẹn của một protein. Bạn bảo mình hiểu không? Tất nhiên là các bạn phải có một cái nền tảng nhất định về sinh học phân tử thì mình nói mới hiểu được. Rồi ok, bạn xong mình nói hiểu rồi. Để mình muốn nói với các bạn là cái gì? Chúng ta càng lỏng lẻo trong tư duy, càng hời hợt trong cái chuyện các bạn nghiên cứu một vấn đề gì đó, thì các bạn sẽ còn khổ dài dài vì các bạn đọc, các bạn không hiểu đâu. Rồi. Và tổ chức liên quan tới các cái rối loạn về đông cầm máu nổi tiếng nhất trên toàn thế giới đó là cái ISTH. Thì hàng năm họ vẫn tổ chức các cái hội nghị về đông chảy máu rất là nổi tiếng, và tất cả các rối loạn liên quan tới đông chảy máu đều được cập nhật ở trên cái trang web của ISTH, các bạn có thể tìm hiểu. Rồi người ta giới thiệu một lịch sử gần đây là bằng cái công nghệ chiết tách đấy, tức là công chiết tách DNA từ gia đình hoàng gia Nga. Gia đình hoàng gia Nga thì các bạn biết rồi, cái vụ mà liên quan tới hemophilia trong cái gia đình của hoàng gia Nga nó rất là nổi tiếng. Tại vì các cái gia đình hoàng gia ở châu Âu người ta kết hôn với nhau để làm thân quan hệ ngoại giao, nhưng cuối cùng họ lại truyền cái gen này. Cho nên cái bà đầu tiên không biết cái bà đó là bà hoàng hậu của nước 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 nào, nước Nga hay là nước Đức gì đó, cuối cùng trở thành gọi là bà hoàng của châu Âu luôn. Tại vì các cái quan hệ qua lại này các bạn. Nhưng mà sau này, ban đầu lâu nay thì người ta tin rằng cái bệnh ứ chảy máu ở trong cái gia đình hoàng tộc á, bệnh mà bệnh hoàng gia, thì người ta nghĩ là hemophilia. Nhưng sau này thì vừa mới đây thôi, khi người ta đào được cái mộ rồi người ta lấy cái mảnh xương, người ta chiết xuất DNA để phân tích cái đột biến, thì biết được rằng là nó là đột biến trên gen F9, tức là của gen tổng hợp yếu tố số 9, thì nó vốn dĩ là hemophilia B, không phải hemophilia. Mình cũng đã có một bài viết về cái câu chuyện này rồi. Trong một số các cái trường hợp thì cái đột biến này chỉ có thể phát hiện được cái ý nghĩa bằng cách là
in vitro expression study. Các bạn sẽ thấy rất là khổ cho các bạn, vì nếu các bạn không biết expression study là cái loại nghiên cứu gì thì các bạn không thể hiểu cái câu này được, chứ không phải lên trên Google dịch nói là nghiên cứu biểu hiện thì có thể dịch ra tiếng Việt nghiên cứu biểu hiện, nhưng nó không thoát được cái nội dung của cái từ này, tức là nghiên cứu biểu hiện một cái gen. Bạn nào có hứng thú thì inbox rồi mình sẽ giải thích mấy cái chuyện này cho sơ bộ thôi. Và sau đó thì mãi rất đến gần đây, phải vào khoảng những năm gần năm 2000 thì người ta mới biết được cái bệnh sinh của cái TTP, tức là thrombotic thrombocytopenia purpura, tức là ban xuất huyết dẫn từ cầu huyết khối, nó liên quan tới một cái men tức là một cái enzyme mà phân cắt von Willebrand, đó chính là cái men Adam-TF13. Chúng ta sẽ có bài vôn sau này á, nhưng mình muốn lược qua về lịch sử trong cái hai bài đầu tiên này mà thôi hả. Và sau đó thì người ta tìm ra được một bệnh lý di truyền mà suy giảm đồng thời yếu tố 5 và yếu tố 8, tại vì hai cái yếu tố này nó đều liên quan, nó có, nó đóng gói bằng cùng một cái quy trình ở trong bộ máy Golgi và lưỡi đồ bào chức. Và hai cái protein trong cái bộ máy này, trong hai cái bộ máy này cần thiết cho việc đóng gói cái yếu tố 5 và yếu tố 8 thì nó bị đột biến, đó là cái LMN1 và cái MCFD2. Đó là lý do mà khi các bạn phát hiện bệnh nhân bị suy giảm yếu tố 5 thì các bạn cần phải kiểm tra thêm ngay lập tức yếu tố 8 để xem nó có phải là đột biến của cái bệnh lý này hay không, nó còn một bệnh lý nằm chung như vậy ha. Lịch sử thôi đấy. Và từ khoảng cuối năm 90 đầu năm 2000 thì bắt đầu người ta tìm ra một cái công cụ mới để nghiên cứu rất là ấn tượng, đó là liên quan tới các công nghệ knock in và knock out gene. Tức là muốn nghiên cứu về vai trò của một cái gen nào đó thì người ta sử dụng cái công cụ để người ta cắt cái gen đó ra khỏi con chuột chẳng hạn, thì cắt cái gen đó ra khỏi con chuột để xem con chuột nó bị hiện sao, thì mình sẽ dự đoán được cái tác động của cái gen đó, chức năng của nó như thế nào. Hoặc ngược lại, nếu cái gen đó mà mình một cái đột biến nào đó mình phát hiện được, mình đem cái đột biến đó mình gắn vào trong con chuột thì xem con chuột nó bị hiểm sao. Thì đó là công nghệ knock in và knock out gene. Trong giai đoạn này nó rất là nổi tiếng bởi vì nó đã chuyển qua một cái thời kỳ là thời kỳ có thể ứng dụng công nghệ knock in và knock out gene trong điều trị bệnh rồi. Tại vì cái đề tài vừa rồi của CRISPR-Cas9, đề tài giải Nobel vừa rồi đấy, liên quan tới công nghệ chỉnh sửa gen bằng nhưng nguyên lý của nó cũng tương tự như vậy đó các bạn. Thì đó, bằng cách thức đó thì người ta tiến hành knock out, tức là loại bỏ các cái gen trong con chuột, thì khi người ta loại bỏ các yếu tố 2, 5, 7, 10, TF thì con chuột nó chết trong bào thai luôn, hoặc là sinh ra nó chết liền. Có nghĩa là những yếu tố này là những yếu tố nền tảng đóng vai trò trong sinh trưởng của phôi, nó vô cùng quan trọng, nó không thể thiếu được, thiếu nó thì chắc chắn là không thể sống được. Cho nên là yên tâm, ở người lớn chúng ta không thấy được yếu tố này đâu, cho nên có thể xem là những cái suy giảm mà bẩm sinh của yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 7, yếu tố 10, yếu tố TF là các bạn đừng quan tâm, bởi vì các bạn không gặp được ở người lớn mà người lớn đâu, nó chết từ thủ bào thai trơn rồi. Còn lại thì những cái yếu tố như yếu tố 8, yếu tố 9, yếu tố 11, yếu tố 12 và yếu tố 13 thì knock out gene, người ta thấy nó vẫn có thể sống được, nó vẫn có thể sống được mặc dù nó chỉ có cái kiểu hình dạng chảy máu thôi nhá. Đặc biệt là fibrinogen thì người ta thấy là khi làm knock out gene thì người ta thấy là nói chung nó vẫn sinh ra bình thường, nó vẫn sinh ra bình thường, chỉ là nó có xu hướng chảy máu thôi. Đó là lý do mà, nhưng mà thậm chí nó có thể sống rất là lâu. Điều đó cho thấy là đó là lý do mà vì sao ở người chúng ta có rất nhiều các rối loạn fibrinogen, trong đó có một rối loạn là rối loạn afibrinogenemia, có nghĩa là không có fibrinogen trong máu luôn nhưng mà họ vẫn sống. Có nghĩa là chúng ta thấy vai trò của từng protein nó không có giống nhau. Rồi người ta cũng nghiên cứu mô hình knockout gene của các cái chất chống đông thì cho thấy là các chất chống đông nó quan trọng lắm, knockout các cái chất chống đông này nó chết sạch chết sạch đấy. Thì gần đây bằng các công nghệ knockout gene thì người ta cũng phát hiện ra các cái yếu tố như yếu tố 12, yếu tố 11 và HMP cấp K thì nó còn đóng vai trò trong việc bảo vệ cơ thể chống cái huyết khối động mạch. Thì đó là những cái tiềm năng để sau này chúng ta thấy là trong tương lai các thuốc đông máu nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Các bạn cứ chờ nó hoàn toàn thay đổi về nguyên lý tác động các bạn cứ chờ Nhưng mà các bạn cũng nên thận trọng, đó là mô hình của chuột và mô hình người thì đôi khi nó cũng không phải là giống nhau tuyệt đối, và cũng không phải là khi nào các bạn cũng có thể áp dụng 100% giữa chuột với người được
Rồi. Về ứng dụng điều trị thì thôi, ứng dụng điều trị thì nói sau đi. Cũng không cần thiết lắm đâu. Ứng dụng điều trị thì chúng ta sẽ có một bài về điều trị sau này đi. Ok. Bây giờ mình sẽ tranh thủ để cho các bạn trao đổi một tí, tại vì hôm nay là một hôm mình dành khá nhiều thời gian để phân tích không chỉ là cái chuyện của lược sử đông máu, mà mình muốn nói với các bạn về nguyên tắc trong cái chuyện mà đọc bài khoa học. Cái điều mà muốn nhấn mạnh như vậy ha. Thì mời các bạn trao đổi, tại vì thời gian nó bị lạm quá nên mình không dám nói nhiều nữa. Các bạn cứ trao đổi ấy, bởi vì hôm đầu tiên mình chuẩn bị cái bài đầu tiên mà, cho các bài sau nó tốt hơn không? Các bạn cứ trao đổi thẳng thắn không? Yếu tố đông máu, bạn Xuân Bình có nhắn là yếu tố đông máu mà thiếu vitamin K thì không gắn canxi được, gọi là protein rồi thằng PCAAS thuật ngữ cho chúng là protein do thiếu vitamin K. có thể dịch như vậy cũng được. Thật ra thì PKA nó rất là nổi tiếng, và hiện tại mình vẫn định lượng PKA trong một số bệnh lý, đặc biệt là ung thư, thì mình vẫn dùng cái PKA này định lượng, ở Việt Nam vẫn định lượng bình thường thôi á. Cho nên thuật ngữ tiếng Việt thì thật sự mình cũng chưa tìm á, thì để mình tìm hiểu thử á, mình vẫn sử dụng cái từ gốc của nó là PKA thôi. Mời các bạn đặt vấn đề đi các bạn, để các bạn chia sẻ với nhau rút kinh nghiệm, để chúng ta cùng cố gắng á. Chuyện học là một chuyện rất là dài á. Ngoài chuyện tập trung cho một lĩnh vực thì mình nghĩ là cái nguyên lý để tìm hiểu một vấn đề nó giống nhau á. Nguyên lý tìm một vấn đề giống nhau, cho nên mình muốn các bạn có thể chia sẻ được với nhau để biết được cái cách thức mà chúng ta có thể học được trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Các bạn nào chia sẻ không? Khi nào xơ gan gây dị chảy máu, khi nào tăng đông? Nó tùy vào giai đoạn các bạn. Và thật ra cái hình thái vừa dễ tăng đông vừa dễ chảy máu nó sẽ ra xen kẽ. Tại vì á, em thấy là ví dụ như bệnh nhân xơ gan họ có cái tĩnh mạch trướng, thì tĩnh mạch trướng thực quản nó là một cái yếu tố nguy cơ của chảy máu rồi. Và rõ ràng là bệnh nhân rất dễ vào các cái đợt xuất huyết do vỡ dạng tĩnh mạch trướng thực quản. Thì rõ ràng bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ của chảy máu. Nhưng mà chảy máu này ngoài cái vấn đề của đông máu, nó còn có vấn đề của cơ học do trướng tĩnh mạch thực quản. Nhưng mà nó cũng có nguy cơ tăng đông, ví dụ như nó dễ bị huyết khối tĩnh mạch. Như là huyết khối của tĩnh mạch cửa chẳng hạn. Cho nên nó là hình thái hỗn hợp. Và để đánh giá được đông máu của xơ gan, tại vì nó ảnh hưởng đến cả ba thành tố là tiền đông, chống đông và tiêu sợi huyết, cho nên các bạn sẽ phải dùng cái công cụ đánh giá toàn diện về hệ thống đông máu, đó chính là Roten. Thì các bạn trong cái phần Roten các bạn sẽ thấy được là hình thái đông máu trong xơ gan nó khác biệt như thế nào ha. Chứ các bạn dùng xét nghiệm không thì các bạn không đánh giá được không. Rồi chắc mời bạn chia sẻ để mà mình nó có không khí. Mời bạn Quốc Phong Cao được không? Chắc là Cao Quốc Phong mà. Chứ nói được không? Chắc không biết sao mình không kết nối được. Mic của bạn không mở được. Được rồi. Mình có thể mời bạn Thị Bình không? Đó là lý do mà mình biết là các bạn biết là mình muốn mở một khóa về sinh học phân tử của bạn, để các bạn hiểu được cái cách thức người ta điều tra bằng sinh học phân tử như thế nào. Tại vì thời đại hiện nay là thời đại người ta điều tra tất cả mọi thứ từ cấp độ gen rồi. Và nếu các bạn không hiểu được người ta làm cái gì với cái gen á, thì các bạn khó mà hiểu được từng từng vấn đề lắm á. Thì mình rất là muốn sẽ có một cái bữa mình sẽ nói về sinh học phân tử sơ bộ ha. Mình chưa kết nối với bạn Thị Bình được. Mình có thể kết nối với bạn Nguyễn Hoàng Phúc không? Hình như Nguyễn Hoàng Phúc đã từng học với mình trong khóa trước đây rồi. Em nghe anh. Phúc là y mấy ta? Dạ em là y 5 y Cần Thơ.
Rồi, mình từng gặp nhau nhiều rồi đúng không? Dạ, yeah, buổi trước em có học ạ. Sao Phúc thấy hôm nay thế nào? Dạ, hôm nay em hiểu bài tốt hơn hôm trước. Có vẻ nó bắt đầu nó đỡ hơn rồi đúng không? Nhưng mà em có chia sẻ gì không? Dạ em không có chia sẻ gì, nhưng mà em muốn hỏi lại cái hình thái khảo sát đông máu trong sơ gan anh mới trả lời á, em nghe chưa kịp. Tức là nếu đông máu mà nó tác động một thành phần thôi á, ví dụ hemophili rất đơn giản, hemophili là suy giảm của, ví dụ hemophilia suy giảm yếu tố 8, tức là nó chỉ tác động đến phần tiền đông, thì em đánh giá bằng các xét nghiệm PT, APT là rất ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà các rối loạn đông máu tác động lên nhiều thành tố, ví dụ như trong DIC chẳng hạn, trong sơ gan chẳng hạn, bởi vì sơ gan thì nó suy giảm tổng hợp các protein tiền đông, nó suy giảm tổng hợp của protein chống đông, nó suy giảm tổng hợp fibrinogen, thì cả ba thành phần đều bị ảnh hưởng. Thì các bạn mà nếu chỉ dùng các công cụ của PT, APT các bạn sao đánh giá được, thì các bạn là phải đổi cái công cụ nào mà có khả năng đánh giá toàn thể cả ba thành phần này cùng một lúc, thì lúc đó các bạn sẽ phải xài tới Rotem thì các bạn đánh giá được. Mà Rotem thì các bạn chắc là phần lớn chưa biết được, thì đợi trong cái buổi trong khóa này các bạn biết thì mình mới phân tích được trên hình thái Rotem. Các bạn sẽ thấy rất rõ ràng trên Rotem, các bạn sẽ thấy tận mắt về cái đông máu của nó biến đổi như thế nào qua thời gian. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ anh em muốn hỏi thêm anh. Về cái nãy thì nhờ cái công nghệ DNA thì mình mới tạo cái lon được. Em hỏi là vậy làm sao người ta biết cái vị trí cái gen của cái yếu tố đó nằm ở đâu mà để người ta lon lên? Cái này nó đơn giản á, nó đơn giản. Em quên mất rằng á là tới năm 2003 là toàn bộ hệ gen của loài người á, nó đã được giải, chương trình giải trình tự gen của toàn bộ loài người đã hoàn tất rồi em ạ. Cho nên cho tới hiện nay thì tất cả các protein, tất cả các phân tử ở trong cơ thể người đều đã được định vị vị trí, không có gì khó khăn hết. Em muốn thì em lên ACBI em search 30 giây em sẽ biết được vị trí của nó ở đâu thôi. Nó sẽ cho em luôn cái trình tự chuẩn của loài người là bao nhiêu luôn rồi. Tất cả cái đó thì người ta đã biết từ đầu rồi. Tất nhiên trong giai đoạn đầu thì nó rất là khó khăn á. Trong giai đoạn đầu thì nó rất là khó khăn bởi vì người ta phát hiện trên cấp độ của protein trước, rồi sau đó người ta giải trình tự, người ta phát hiện cái đột biến ở đâu đó, rồi từ đó người ta mới kết nối hai cái đó lại với nhau. Nhưng mà đó là giai đoạn sơ khởi. Còn giai đoạn hiện nay là chúng ta chỉ cần đi ngược lại, có nghĩa là trình tự của tất cả các vật chất ở trong cơ thể người đã biết trước hết rồi, dữ liệu có hết rồi, chỉ biết là bây giờ áp cho một loại người ấy, thì khi nó bị đột biến nó thay đổi như thế nào thì chúng ta chưa rõ mà thôi. Chứ còn mà nói nó nằm ở đâu thì bây giờ dễ lắm, biết hết rồi. Nếu có hỏi cứ nói nha. Bạn Quang Phú của nó là đúng. Dạ em cảm ơn anh. Em hiểu không? Em hiểu ý anh nói không? Dạ. Bây giờ không khó khăn gì, câu của em không khó khăn gì đâu. Bây giờ tìm dễ lắm. Là trong dạng hỗn hợp không biết được phần nào ảnh hưởng nhiều hơn, nên không khẳng định là đông máu hay chảy máu, phải không ạ? Biết được chứ em, biết được chứ. Anh đã nói là Rotem sẽ cho em thấy được hay không được. Nhưng nếu không có Rotem bây giờ nói miệng không với nhau sao biết được. Em chỉ dù cho PT, APT nó kéo dài em cũng không biết được, làm sao nói được, có tay thôi. Cho nên là phải dùng Rotem thì em mới đánh giá được cái đông máu tổng thể của nó. Nhìn trên Rotem sẽ thấy nhá. Các bạn từng dùng để hỏi đấy các bạn, tại vì chuẩn bị những bước như thế này rất là cần thiết. Từ bữa sau là các bạn bắt đầu đi sâu vào chi tiết một thứ cụ thể rồi, thì các bạn sẽ thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Hai cái bữa đầu tiên này là hai bữa nói toàn thể, thông tin rất là nhiều, rất là loạn. Nhưng thôi cứ thấy cái tổng thể trước, đi vào chi tiết nó sẽ dễ. Toàn mấy bạn đặt tên là DP, DT là mình không thể nào mình có thể mà biết mà để mình giao lưu. Lê Thùy Dung, mình có nói chuyện với Lê Thùy Dung nhiều rồi nè. Dung ơi, nói chuyện được không? Dạ, em đây ạ. Dung có thể giới thiệu không? Dạ, em là bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ạ. Chắc lớn tuổi hơn mình rồi. Không, em 94. 94, nhỏ tuổi hơn, ok. Thế thì Dung thấy các hai bài giảng vừa rồi Dung có theo được không? Em
bài hôm nay thì em vào lớp muộn quá, tại vì em có việc bận chuyên khoa. Nhưng mà anh nói thì em cũng hiểu, nhưng mà không hiểu được nhiều thì chắc là em cũng vẫn phải xin lại các cái video của anh để em nghe lại. Em có chia sẻ câu hỏi gì không? Hiện tại thì trong những cái anh chia sẻ thì em chưa có thắc mắc gì ạ. Thế thì chắc là phải nghiên cứu video đi, cô đoạn nào thắc mắc thì cứ nói nhé. Dạ vâng ạ. Ok. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi chào Dung. Hiền Hậu ơi, chia sẻ luôn Hiền Hậu. Dạ, em thấy cái phần phân học phân tử khá hay với anh. Kiểu mong là nghe nhiều hơn về cái nó. Cái sinh học phân tử á. Cái đó thì là... khi dạ đúng rồi. Em nói đi em nghe. Ý là khi mà mình hiểu về cái đó thì mình em thấy là kiểu nó cũng dễ liên kết mấy cái xét nghiệm nhiều hơn, rồi kiểu cũng dễ học hơn á. Với lại em thấy là cái cách tiếp cận mà từ lịch sử đi lên của anh cũng dễ hiểu hơn. Kiểu nó dễ liên kết với lại những thứ mà bây giờ người ta chỉ nói cái kết luận thôi á. Mình kiểu mình học là giống như là mình kiểu một cách kiên nhẫn á, nhưng mà nếu mà tìm hiểu từ lịch sử, từ những câu hỏi mà người ta đặt ra để người ta giải thích á thì nó dễ hiểu hơn. Đúng rồi. Ví dụ như trong cái slide cuối các bạn thấy không? Người ta nói là heparin. Thì vì sao là heparin? In là cái chất, trong tiếng Anh in là cái chất thôi. Nhưng hepa là bởi vì heparin nó được tiết xuất lần đầu tiên từ gan, gan của con chó. Mà gan nó bị rối. Hepato, đó. Đuôi hepa là đuôi của gan, hepatocyte nữa. Hepatomegaly á, hepa là đuôi của gan. Cho nên là người ta gọi là heparin, một chất được chiết xuất từ gan thì nó là heparin thôi. Cho nên là khi các bạn hiểu các nguồn gốc ấy, thì mọi thứ nó cũng nói chung nó cũng rõ ràng lắm chứ không có gì đặc biệt hết. Cho nên là cách thức mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn, tức là dần dần mình muốn chia sẻ trong cái quá trình học, mình muốn chia sẻ cái cách thức mình đã tìm hiểu một vấn đề như thế nào á. Đi về từ gốc á, đi về từ cái lúc mà chưa ai biết cái gì hết trơn, thì lúc đó mình xem rằng mình với mọi người là giống nhau, tất cả mọi người giống nhau, rồi xem thực qua thời gian chuyện gì đã diễn ra làm cho họ thay đổi suy nghĩ và làm cho họ bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ của họ cho tới khi họ tìm được hướng đúng. Và cái cách thức này nó cũng giúp mình nhận ra một điều là khoa học nó không có nó không đi theo một đường thẳng. Rất nhiều các nhà khoa học lỗi lạc, rất nhiều những người rất tài ba, nhưng thực ra những cái lý thuyết ban đầu của họ là những cái bước nền tảng mà thôi, chứ thực ra giai đoạn đầu thì nó đi trong ngoài. Cho nên không ngại ngùng gì trong khoa học nếu chúng ta sai cả, rất bình thường, không thể nào đi theo một đường thẳng được. Nhưng chỉ nhờ những cái hiện tượng nó diễn ra, nó phản bác lại cái nhận định ban đầu của chúng ta, thì chúng ta điều chỉnh nó lại cho tới khi nó mô tả đúng cái bản chất của cái vấn đề thì nó mới tồn tại được mà thôi. Cho nên trong khoa học thì cho nên mình sẵn sàng chia sẻ nguyên lý, nhưng sai thì bình thường, nó không có gì ngại hết. Bạn xem mình có hỏi là cuốn sách nào thích hợp để sinh viên tiếp cận sinh học phân tử hay học thấy thắc mắc đi tìm đọc. Nói chung là mình không dám hứa, nhưng chắc chắn là mình sẽ cố gắng thiết kế một khóa về sinh học phân tử với các anh chị bên chỗ sinh học phân tử. Chắc là có thể miễn phí cho tất cả các bạn sinh viên để cho thay đổi được cái nền tảng sinh học phân tử. Chứ đọc thì mình tin rằng là không thể hiểu nổi. Đối với sinh học phân tử đó, là cái điều may mắn là nhờ mình có làm thực nghiệm. Mình là người có làm thực nghiệm trực tiếp trên sinh học phân tử, cho nên mình hiểu được, mình tưởng tượng ra được vì mình thấy bằng mắt, mình suy nghĩ và mình tưởng tượng nó ra. Còn nếu đọc sách không thì chắc mình nghĩ là các bạn không đủ khả năng hiểu, vì trước đó mình đã cố gắng tưởng tượng rất nhiều lần rồi mà không hiểu gì hết. Ví dụ như có bạn nào thử tìm hiểu xem thử là giải trừ tự nhiên thế hệ mới, cái nguyên lý nó như thế nào, các bạn cứ đọc mà xem, nó đau đầu lắm, không hình dung ra nổi đâu các bạn. Cho nên là phải có thực nghiệm nó sẽ giúp các bạn nhìn vấn đề nó rất là rõ ràng, thì mình sẽ cố giải quyết thôi. Chứ còn nói khuyến cáo đọc sách thì chắc mình nghĩ hơi khó. Để mình chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ để mình biết là vấn đề nó như vậy. Bạn Nhung Phạm ơi, có thể kết nối không? Nhung Phạm rồi. Ok, không biết sao không kết nối được, có thể ích của các bạn có vấn đề. Lưu Trường Thuận, hãy nhắn với mình trên Face này. Lưu Trường Thuận, có thể kết nối được không em? Dạ em nghe ạ.
Em hình như cũng có đăng ký bên trong khóa siêu sinh của Hiếu luôn đúng không? Dạ có hả? À đúng rồi, em là y mấy nhỉ? Dạ em y năm ở trường y Cần Thơ. Cần Thơ đổi năm nay mạnh nhỉ? Em qua hai bài học vừa rồi thì em thấy sao? Dạ em cũng thấy là bài hôm nay em theo kịp hơn là cái bài trước ha. Mình dành cho nó chậm lại vậy là tốt. Em có chia sẻ gì không? Dạ hồi nãy anh có chia sẻ về cách học, cách đọc tài liệu nước ngoài thì em cũng muốn hỏi thêm là đối với tài liệu tiếng Việt thì mình có cái phương pháp nào mà học tốt hơn không? Tài liệu tiếng Việt hả? Dạ. Thật ra nói thì hơi buồn nhưng mình không còn tin vào tài liệu tiếng Việt được. Không phải là vì chuyện đúng hay sai, nhưng vấn đề chính là các bạn bị mất đi cái thuật ngữ gốc rồi. Mà mất đi thuật ngữ gốc rồi thì các bạn rất là khó để mà tìm được và nhận ra được nó là thuật ngữ để các bạn sửa tiếp. Cho nên là cách tốt nhất là các bạn sẽ phải cố gắng quay trở về đọc cái nguyên bản và cố gắng học tiếng Anh từ từ thôi. Chứ đối với tiếng Việt thì mình nghĩ là khó lắm, chịu thôi. Đối với tiếng Việt thì nếu em học thì em chỉ học thuộc lòng thôi. Cố gắng học thuộc lòng càng nhiều càng tốt, còn không là bỏ tay gì nữa. Chịu. Dạ, cảm ơn. Ừ, cứ từ từ qua 5 tháng mình sẽ rèn luyện cái chuyện tiếng Anh sau nha. Dạ. Ok. Mọi người có còn ai có đang có hỏi gì nữa không? Dạ, anh em muốn hỏi thêm gì? Anh nói gì là cái lịch sử gì? Còn cái tương lai của Đông Máu thì sao anh? À, tương lai của Đông Máu mình nói cái slide luôn kìa. Đấy, tương lai của Đông Máu, nói một tí luôn nha các bạn. Bởi vì mình biết là cũng quá 2 tiếng của các bạn rồi, nhưng bây giờ cũng vì tinh thần khoa học thôi, tôi chịu khó. Tương lai của Đông Máu á, thì mình có thể liệt kê một số ý như thế này. Ý thứ nhất á, đó là Đông Máu trong tương lai là bây giờ. Tại vì á, Đông Máu cổ điểm điều tra là các bạn rút máu ra, rồi ly tâm nó ra, rồi nghiên cứu trên huyết tương. Cho nên người ta gọi là Đông Máu huyết tương. Nhưng rõ ràng á, là đâu có phải trong máu thì máu nó đâu có chia tách tế bào riêng, huyết tương riêng để mà nó đông lại đâu. Mà đông máu trong huyết tương như vậy thì nó không phản đúng bản chất của cái quá trình đông máu diễn ra trong cơ thể. Cho nên để đảm bảo cái đông máu diễn ra đúng trong cơ thể thì nó phải đảm bảo hai cái điều kiện. Thứ nhất đó là phải có thành phần tế bào trong đó. Tức là các bạn phải lấy máu toàn phần chứ không phải là lấy huyết tương. Tức là người ta sẽ dùng máu toàn phần để nghiên cứu. Cái thứ hai nữa đó là đông máu mà các bạn lấy cái giọt máu ra để yên cho nó đông như vậy đó là đông máu tĩnh. Nhưng thực ra thì trong máu thì nó đông máu dưới dạng là dòng chảy chứ nó không phải là dạng tĩnh đâu. Cho nên các bạn phải đảm bảo là có dòng chảy, tức là đông máu đông và đông máu trên tế bào. Thì các bạn phải lấy máu toàn phần và cho nó đông. Di chuyển thì chính cái nguyên lý này là nghiên cứu đông máu theo cái mô hình mô phỏng giống với đông máu trong cơ thể nhất. Thì ROTEM nó làm được cái chuyện đó. ROTEM chính là cách thức nghiên cứu đông máu mô phỏng của trong cơ thể. Đó là cái hướng đi tương lai thứ nhất mà hiện tại mình đã làm rồi chứ không phải là tương lai. Thứ hai nữa là liệu pháp REN như mình đã nói. Vì đông cầm máu nó liên quan tới rất nhiều các cái đột biến của REN. Cho nên bây giờ với các cái công nghệ liên quan tới knock-in và knock-out gene thì mình có thể dùng nó để ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị. Cái công nghệ thứ ba liên quan tới iPS cell. iPS cell thì nó rất là nổi tiếng trong stem cell. Tại vì nó là nó đoạt giải Nobel năm 2012 đó các bạn. Thì nó là một cái tế bào gốc mạng năng cảm ứng, nó dịch là như vậy. Cái này là đề tài Nobel của một người Nhật. Nó có rất nhiều thú vị nếu các bạn quan tâm tới tế bào gốc á. Thì nói chung người ta dùng iPS cell để nghiên cứu về mọi lĩnh vực chứ không riêng gì trong đông máu đâu. Tại vì người ta có thể đưa một tế bào trưởng thành bị khóa ngược trở lại để trở thành một cái tế bào gốc. Tức là phản biệt hóa. Thì sau khi tạo thành tế bào gốc rồi thì tế bào gốc đó có thể tạo lại tất cả các tế bào trong cơ thể khác nhau. Chính vì vậy mà iPS cell là một nguồn tế bào vô cùng tiềm năng để mà nghiên cứu tất cả các thành phần biểu hiện của tế bào từ lúc mà nó là cơ thể lúc còn rất là sơ sinh cho tới lúc mà nó trưởng thành các cái cơ quan. Trên iPS cell là cái ý nghĩa của nó là như vậy. Rồi sau đó là vai trò của hệ thống tiếp xúc. Tức là ngày nay chúng ta đang dùng các thuốc chống đông á. Tất cả các thuốc chống đông chúng ta đang dùng là đang chống đông một cách không đặc hiệu. Mà cái đích chúng ta nhắm vào là các cái phần của tiền đông. Tuy nhiên, tức là tiền đông chặn vào cái chặng cuối cùng trước khi mà chuyển fibrinogen thành fibrin. Nhưng mà người ta thay đổi sự tư duy rồi. Người ta phát hiện vai trò của cái hệ thống tiếp xúc nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái huyết khối, trong các bệnh sinh của huyết khối. Nên trong tương lai thì các cái phần người ta sẽ tạo ra các công cụ để ức chế cái hệ thống tiếp xúc. Nó sẽ làm cho bệnh nhân không có nguy cơ huyết khối. Tức là người ta dùng chống đông nhưng mà bệnh nhân lại không có nguy cơ chảy máu. Nó rất là ấn tượng. Bây giờ mình dùng chống đông quá liều cái nó chảy máu. Thì bây giờ trong tương lai chúng ta sẽ không cần lo lắng chuyện đó. Chúng ta có thể dùng chống đông một cách tự tin, hay dùng một được hết. Và sau đó là cái hướng đi
về cái nghiên cứu về genome wide thì lại là một câu chuyện của sinh học phân tử để nghiên cứu về liên kết gen trên toàn bộ hệ gen để biết được chức năng của từng cái protein một cách toàn diện hơn. Thì đó là các cái hướng đi tương lai trong cái nghiên cứu đông máu hiện nay.